Hãy vững tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Và đó chính là phần hòa thanh của hai Elvis Phương luôn. Yêu người yêu đời, không biết là anh Trấn Thành hiện nay đang có yêu hai nhân vật này hay không? Dạ rất là yêu ạ. À, nghe nó hào sảng, phơi phới lắm. Nhắc tới Elvis Phương là phải nhắc tới Lê Hữu Hà. Họ gắn liền với nhau qua nhiều tác phẩm, đó là những hình ảnh song đôi. Thì cái thái độ hát bài này là phải tươi vui và phải rất là thoải mái. Thì trước tiên là hai anh đều có được cái điều đó. Nói về ở đây ai giống hơn thì Thành sẽ vote nhỉnh hơn cho anh Lê Trường một chút. Tại vì anh Lê Trường ảnh hát dứt khoát và ra cái âm sắc giống với lại anh Phương nhiều hơn. Về bên chú Hùng thì cũng có những cái chỗ cực kỳ giống, nhưng mà tổng thể thì không quá giống. Nhưng mà có phê bình anh Trường ở một chỗ, đó là cái phần xả vai. Khi bạn mình hát thì bên đây Elvis Phương vẫn phải nhập cuộc. Nhưng khi bạn anh hát, anh rồi tôi sẽ làm gì nữa đây ta? Bây giờ tôi có hát chưa? Đúng không? Anh bị lo ra. Khi anh bước lên sân khấu là bắt đầu mọi thứ nó đã phải nhập vào con người anh rồi. Nó là một cơ thể khác, một tâm hồn khác.
anh để ý điều đó. Dạ, cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm ơn Trấn Thành. Cái tiết mục này á, làm Nam nhớ tới anh David Phương trong một cái lần anh em cũng dàn dựng với nhau. Thì trên sân khấu không cần phải bày biện gì hết cả, mà chỉ có cái cảm xúc và tiếng hát của ảnh là nó bao trùm tất cả. Không, anh Nam nói cái này em đồng ý nha. Lần trước em đi ăn sinh nhật của anh Đàm. Anh Đàm hát, rồi chị Thanh Hà hát, rồi Hồ Ngọc Hà hát, rồi mọi người. Tới phiên anh David Phương ở lên sân khấu. Trời ơi, anh quất một bài xong là ở dưới mà coi như là lẳng lặng ngồi nghe. Mọi người trầm trồ mắt mà im phăng phắc hết, mà nghe anh hát xong xong rồi đứng dậy vỗ tay, xong là cái là anh làm liền ba bài luôn. Mọi người kêu nữa đi, mo là đúng như cái kiểu anh Nam nói là đó. Không cần làm gì hết, chỉ đúng giọng hát mà phan tới thôi là mọi người đều xỉu hết. Thiệt sự, tiếng hát cộng với cái bản lĩnh và cái năng lượng từ cái ngôi sao đó, nó có thể chiếm lĩnh tất cả sân khấu và không cần một yếu tố gì khác trừ khán giả hòa theo mà thôi. Và cái ca khúc này Yêu Đời Yêu Người chọn ai bây giờ, đó là một cái bài toán cũng rất là đau đầu. Nếu mà khó như vậy nhờ hai chị Tiết với chị Tư, mình gỡ rối tư lòng giùm. Chú Mạnh Hùng bài mở màn, chú hát không giống bằng Lê Trường. Qua tới bài 2, chú hát quá giống Lê Trường, chứ không giống. Đúng. Qua tới bài 3, Lê Trường hát giống. Tốt hơn chú. Là sao? Có cách giải quyết, rớt hết hai người. Nhưng nếu mà nhìn sâu một chút xíu về cảm nhận nha, giữa chú Hùng và Lê Trường thì Tuyết vẫn thấy được cái hồn của chú Elvis Phương trong chú Hùng nhiều hơn. Cái tình cảm trong câu hát, cái phrasing, thái độ. Cái thái độ của chú Elvis Phương với Lê Trường, nó sợ sợ, nó sao sao á. Cho nên đây là một bàn cân vô cùng khó tính. Mình muốn giống chú là khi chú hát mình phải giật mình cái đã. Chú hát cho mình hết hồn vậy đó. Thiệt cái đó. Giọng của chú kinh khủng. À, Thành biết nha, có nghĩa là chú Hùng á, nhịp hơi không có vững lắm. Anh Trường nhịp chắc hơn, nên hát những bài nào mà liên quan đến theo loại như Lê Hữu Hà sẽ hát tốt hơn. Chứ trẻ hơn. Trẻ hơn. Cảm ơn những ý kiến đóng góp đến từ ban giám khảo. Và chúc mừng hai anh đã hoàn thành xong phần thi của mình. Còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, tôi không còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, không còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn lắm ê chê.
tình mình có nghĩa gì đâu. Tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau. Thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, không, 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 không. Có không? Chắc phải có mới làm. Nói cái đoạn cuối là nói. Một tràng hô tay cho Lê Trường. Phía dưới ban giám khảo bàn luận rất là xôn xao về cái phần này. Không biết là anh Trấn Thành đang nói với chị Tư điều gì ạ? Tuyết nói là có, chú có hát vậy không? Anh Elvis Vương là lâu lâu ảnh có hát thì kiểu là ảnh nói và ảnh thét lên. Cho Tuyết hỏi là cái bản live của chú là chú có thét lên như vậy à? Dạ có chị Tuyết. À ok. Khi mình la phải cẩn thận anh nhé. La phải êm ái hả? Có melody hả anh? La nó có thái độ một tí. Thái độ. Không, 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 không. Cái gì? Ý em nói là la là nếu la là phải có thái độ. Anh tưởng em phản đối anh cỡ chứ. Cỡ như cưng cưng la thái độ đi cưng. Đó là thái độ đó anh. Anh hỏi nha, để em trả lời lại như nha. Ừ. Dạ. Em đi show không em? Đi. Anh ơi, cái bài này anh hát theo cái version studio hay là version hát live vậy? Thâu âm. Bản thâu âm. À, bản thâu âm hả? Bản thâu âm à. Em khuyên anh là nên chọn hát live. Tại vì nó sẽ có rất là nhiều những cái đặc trưng mà khi hát live với người ca sĩ đó mới xử lý. Bán nhạc cho em xin dạo dạo xíu đi. Em làm cho anh coi cái cách này nha. Intro nha, thử nha. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, rất giống. Cảm ơn ban nhạc. Rất cảm giống ơn. Thật sự. Cảm ơn. Anh Phương anh không hát đều. Em ơi là hai chữ nó đi liền với nhau. Em đưa cho anh thêm cái chiêu này để khi anh hát những cái vần sau của anh làm cái version live nó thú vị hơn, nó có nhiều cái cho khán giả coi hơn. Thường thường thì cái bản thu âm mình bao giờ cũng phải chỉnh chu. Nhưng mà nói về tâm trạng thì nó không có. Tại vì tại cái thời điểm đó, cái bài hát đó sẽ là một cách xử lý khác. Tại ở một cái thời điểm khác, ở một cái ngày khác nó sẽ là khác nhau. Nó có rất là nhiều thứ cho nên là nó đa dạng và nó màu sắc, nó hay hơn nhiều. Đối với cái bài bốn người vòng lộ diện á, Ly cũng chấm Lê Trường là người giống nhất về hình thức, cả về giọng hát. Nhưng mà qua tới cái bài này lại thấy nó giảm đi rất nhiều. Còn về cái phong cách á, thì Trường có. Lúc đầu của chú như vậy là có. Chú đứng cứ hay nhúng nhúng tí xíu vậy nè, chứ không có đứng yên vậy. Cái mặt mà hơi khung khung chút xíu. Ờ thì đó. Hơi trùng cái chân là chút xíu. Người chú lúc nào cũng thẳng tưng như thế này à. Mắt bao giờ cũng nhìn thẳng. Hát khí khái lắm. Dùng từ là khí khái lắm. Lê Trường có rất nhiều. Nhưng mà trong bài này thì nó không giống chú nhiều bằng cái bài đầu tiên. Cái quan trọng nhất là em chấm mình có truyền tải được cái con người, cái tâm hồn của cái người đó hát hay không. Không thể một sớm một chiều được. Mỗi người đều có một cái âm sắc, một cái thanh âm khác nhau hết. Nhưng bởi vậy người ta chấm ở những cái nét đặc trưng trong giọng hát. Và cái thứ hai, nếu được cái hình thể thì nó là một cái tổng thể tương đối, chứ không thể nào tuyệt đối hoàn toàn 100%. Mọi người đã nói về thí sinh rồi, nhưng mà cái ca khúc này á của chú Nguyễn Ánh Chính làm cho Nam gợi nhớ lại cái kỷ niệm về chú. Chú rất là hiền và có một lần á dàn dựng với chú đệm piano. Cái cây dương cầm đó thì bây giờ vẫn nằm ở tại nhà Nam. Và chắc chắn là Nam sẽ không bao giờ bán cái cây đàn đó. Đó, và cái ca khúc Không này thì nó cũng là một cái ca khúc vô cùng nổi tiếng. Đã được Diva Đặng Lệ Quân phổ lời Hoa rồi lời Nhật nữa. Và nó nổi tiếng khắp châu Á luôn. Với phần thể hiện của Elvis Phương, Lê Trường thì anh cũng cảm thấy được nuôi. Những yêu thương là mơ thôi.
để hôm nay mưa buồn giăng lối. Em bước chân đi cho quê. Mọi người có thể hát theo cùng Minh Tuyết được không ạ? Một người xin cảm ơn được khán giả rất nhiều. Trọng Vương, ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, ca khúc Muộn Màng vừa rồi. Em trai lấp lánh ơi. Dạ. Hỏi thiệt nha. Dạ. Thật ra anh thông cảm cho mấy bạn nam mà hát tông nữ lắm. Mặc dù biết là hát nổi đó, nhưng mà khi mà ai kêu mình ngoài giả giả vui vui được đó, hiểu không? Thì mình ca một đoạn thì nghe rất là hay. Nhưng mà biểu em đu hai lời của một bài hát trọn vẹn thì đôi khi cái nốt treo nó treo hoài, nó cao quá. Hỏi thiệt có thấy bị đuối không? Dạ không có đuối, dạ bình thường, nhưng mà cái điều là nó không có được tống hơi ra nhiều. Đúng rồi. Đúng đó. Dạ. Cái đó là cái khó của đó, người con trai giải giọng con gái. Tại vì mình dạ. phải ém cho nó mềm. Bình thường em không bị mà chắc do chút xíu áp lực nên thành. Có nghĩa là em nghĩ là mình sẽ có thể hát tốt hơn những vòng sau đúng không? Dạ em nghĩ nếu mà có cơ hội đi tiếp vòng sau thì em sẽ cố gắng hơn ạ. À. Bình thường thì bạn có hay hát những bài hát của nữ và đặc biệt là giọng của chị Minh Tuyết không? Em đi ăn sinh nhật bạn đám cưới hoặc là đi hát cho những tiệc tùng á, hầu như là em hát nhạc chị Minh Tuyết không à. Rồi, không nói gì nữa. Nói gì nữa. Chương trình này chương trình của Minh Tuyết. Ốp fan Minh Tuyết. Minh Tuyết cho những người bạn. Đúng rồi, Minh Tuyết và những người bạn. Dạ xin mời chị Tư. Đối với Ly thì nếu như mình hát được á, tông á mà mình hát cao lên tí xíu nữa thì nó sẽ ra chị Tuyết nhiều hơn. Đặc biệt ở hai bạn luôn, Vương cũng như Phúc. Chị thích nhất là cái đặc trưng của cái người thần tượng của mình là cái độ rung ở cái đuôi câu. Chị Tuyết có cái đặc trưng, cái giọng rung đó lạ lắm, ít có người có lắm. Hai bạn đều có hết, nhưng mà Ly vẫn thích cái tình, cái uyển chuyển mềm mại thì bạn điêu luyện hơn. Còn thí dụ như chẳng hạn như bạn Phúc hát thì nó lại ém lên cái giọng, nó lại the thé lên, nó hơi nó ké giọng nữ, nhưng mà nó cái độ mềm thì nó chưa có được uyển chuyển như bạn. Rất là trông chờ ở vòng sau để xem hai bạn có cái gì đột phá không. Còn đạo diễn Hoa Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Cho anh hỏi Trọng Vương là em đã từng hóa thân hoàn toàn thành cô Minh Tuyết chưa? Kể cả phục trang và tóc tai make up. Anh đặt câu hỏi này làm em sực nhớ tới là lúc còn trẻ 18, 19, 20 gì đó, em có đi diễn trong mấy cái phòng trà hát với nhau. Thì em lên hát chơi thôi, xong mà em hát bài của chị Minh Tuyết. Thì những người ở đó người ta thấy em hát giống, xong mà người ta nói là ê vậy em có muốn đi hát giả chị Minh Tuyết không, hàng đêm mỗi tuần thứ 6, thứ 7 vậy đó. Em đồng ý. Và em nhớ là lúc em giả được 2-3 đợt sau là em nhớ là có chị Minh Tuyết vào coi một lần. Và em bị té trên sân khấu. Đêm đó là chị Minh Tuyết với anh Lương Tùng Quang đi coi, ngồi bên, nếu mà sân khấu nhìn xuống là bên tay trái. Nhớ là đó. Như bữa đó giả đã không yêu thì thôi thì phải. Mà có té không? Không nhớ nổi bởi lâu quá rồi. Nhỏ khẳng định có té. Thôi té. Không té là coi người khác quá, rồi. Không nhớ nổi. Lúc mà ra về chị hỏi em là bé té bé có sao không? Trời ơi, té có sao hỏi mà không nhớ. Lâu quá rồi. Dạ, rất là lâu rồi. Cũng em nhớ lúc em 18-19 tuổi, bây giờ em 30+ tuổi rồi thì lâu đã lâu rồi. Mười mấy năm rồi anh Sen. Mà đúng là một cái câu hỏi của anh đã gợi lại cái kỷ niệm giữa hai chị em mà. Lúc nào em cũng nhớ cái kỷ niệm đó, tại vì đó lần đầu tiên em tiếp xúc với chị Minh Tuyết. Hay quá anh Nam, anh hỏi anh câu mình kể nguyên câu chuyện. Thì anh nghĩ là câu chuyện á là nó cũng đã diễn ra được khoảng 30 phút rồi, thì anh sẽ quay lại với cái cảm xúc của mình. 30 phút đã trôi qua. Lúc em đi từ cánh gà ra trong làn sương khói đó và thấy em đi rất là nhẹ nhàng, và những cái biểu hiện, những cái động tác diễn của em á, nó cũng thể hiện cái sự nhập tâm của em đối với thần tượng của mình. Này hồi nãy em chợt nhớ, hồi nãy em có quay qua em nói với chị Tư, tôi đồng ý là Minh Tuyết lâu lâu có nghiêng về bên này một tí, trụ một chân. Nhưng hồi nãy cái cách bạn đi trong làn sương khói như anh nói, đang đi bạn lú giờ trong bờ toàn bạn sương khói bạn tràn ra. Thì trong cái màn xương khói đó tôi thấy bạn làm như người ta không để ý. Bạn có làm một động tác nó hơi liệt một bên. Cái nó bị trùm vậy nè. Mình nên né những cái động tác vậy, tại vì Tuyết làm vừa phải thì nó đẹp, phải không? Trụ biết đâu người ta bị dắt cái gì sao mà nói gì ghê vậy trời. Hồi nãy thiệt nói vậy ta mới dễ hiểu. Người ta có giải thích nè. Sao? Hôm bữa người ta gặp chị Tuyết là người ta té, còn lên đây chị ta gặp Tuyết á là người ta bị vấp. Vấp đúng không? Cái sân khấu nó rít quá anh. Thấy chưa? Anh biết mà. Cái đoạn trùng trời đất ơi. Anh thấy tôi để ý tôi biết. 40 phút đã qua rồi mà. Dạ 40 phút đã qua. Vẫn yêu sao ta? Quý vị thấy bữa nay Minh Tuyết có đẹp không ạ? Quá đẹp luôn.
vẫn yêu một mình em thôi. Mê quá, em phải lên đây để giữ trọn cảm xúc. Một tràng vỗ tay nữa ạ. Minh Phúc, Văn Ninh. Xin cảm ơn các bạn đã đi xuất. Trời ơi, cái ông màu trắng lấy lại phong độ liền. Trời chứ. Ơi, đang trường của em nè. Hồi nãy mới rầy ổng á, cái màn mà dân ca, cái vô đây ông lấy lại phong độ liền. Mà tôi khoái nhất mọi lần hát đừng cái đoạn gì đó mà hát đừng gì đó. Hư sàn à, cái... gãy cái sàn. Làm ơn có ai cho xin một mớ dầu nữa đổ. Anh Thành ơi, anh có sự cố về phuộc nhúng trong người hay sao vậy? À, vui. À dạ, rồi cảm ơn anh Vân. Dạ. Khoái cái đoạn hay nơi đừng nên gian dối gì đó, cái đoạn đó ông đang trường lấy tay ông làm y chang anh đang trường, mà cái cách nhắc chữ y chang đang trường luôn. Lần này là thật sự là quá giỏi bạn. Cảm Minh anh. Tuyết, cái đoạn này hình như là cái quãng nó không có hỗ trợ lắm, mình dùng cái giọng giả thanh á nên nó không có nét lắm, nhưng mà thông cảm thôi, tại là nam mình lên giọng nữ mà. Nhưng mà thần thái ăn đứt người ta bước ra, trời ơi, mà bữa nay nó make up chưa kỹ, cái mặt nó như con gấu vậy đó mà. Mình tin là nó đẹp luôn á trời. Em chưa được đẹp sao anh? Trời ơi, trời ơi. Chịu quá, triệu like. Giám khảo Hoàng Nhật Nam, anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh nội tâm lắm, mấy này anh chịu không nổi đâu. Anh nội tâm nhưng mà với cái tiết mục này á thì thật sự là anh cũng muốn bung lụa theo các em. Trời ơi, trời ơi. Quay đầu diễn đội bung lụa kìa bà Tư. Bởi vậy nghe hết hồn chưa? Đối với bạn Văn Ninh đi, có một cái phần đơn ca chưa thành công lắm, nhưng mà đúng, em đã trở lại và từng lời, từng chữ của em, và đặc biệt là cái chơi chiêu, cái đoạn cuối á, bắt đầu là giao lưu với khán giả rồi giao lưu với Minh Tuyết, đó là nó rất là mang cái yếu tố giải trí, cho nên là cái tiết mục này là em đã chiếm trọn cảm tình của khán giả rồi. Còn đối với Minh Phúc á, lúc nãy là mọi người cũng sẽ còn hồ nghi em một chút, nhưng mà vào sân khấu có cái đầm này với cái mái tóc giả này, từng cái động tác của em, từng cái hất tóc này, sau đó từng cái đưa tay lên rồi rất rất trữ tình, rất là ngọt ngào theo kiểu của cô Minh Tuyết. Nhưng mà anh nghĩ là em hơi bị đậm hơn. Thế còn chị Tư? Nữ hoàng sủi cảo, mê ai? Hồi nãy chị nói chị hơi thất vọng về em một tí xíu Ninh ha. Nhưng mà lúc em ra bài này, thật sự khi mà em hát đoạn đầu á, chị thấy à, trường quay lại rồi. Tốt hơn rất là nhiều rồi, ok. Nhưng mà em ở đây á, em hay cái là em có những cái chữ á, của anh Trường, ảnh hay nói sao ta, có nhiều cái chữ như chị ghi ở đây là hãy đó, anh có một cái nức nhẹ nhẹ trong đó, cái nức đó những cái đặc trưng của anh Trường, hoặc là những cái tỏa sáng, cái chữ đó chị thấy rất là giống luôn. Cái hay nhất là cái chữ ngây ngất á, giữa hơi thở đêm mê ngây ngất, hát cái câu đó cho anh nghe thử coi. Giữa hơi thở đêm mê ngây ngất, đắm say vị ngọt đôi môi. Cái chữ ngây không? Cái chữ ngây đó. Còn nói về Minh Phúc thì để Minh Tuyết nói đi, nhưng mà cái điều hôm nay Tuyết ơi, hát bài này điệu quá, Tuyết chịu không nổi luôn á. Sao Tuyết quá điệu, không Tuyết thấy sao? Minh Phúc sao? Hôm nay sao Tuyết Tuyết nhìn không giống Tuyết Tuyết, nhìn xa xa sao giống Hồ Ngọc Hà. Đứng kế bên cũng thấy giống Hồ Ngọc Hà luôn á chị. Tại sao? Tôi nói liền. Tại sao? Tại vì tóc của Tuyết là phầm. Phồng. Nha, 2 tiếng đồng hồ để bới cái đống đó lên để phồng như vậy. Thấy chưa? Còn em ngày hôm nay tóc em dẹp dẹp tóc là tóc của Hà. Đúng rồi. Lọn ở dưới là tóc của Hà. Cái thứ hai, Tuyết chân mày Tuyết vẽ nằm đây, chân mày Hà vẽ mới cao lên tí, em vẽ chân mày em cao quá ra Hà. Nhưng mà riêng về giọng hát, bài vừa rồi em hát hoàn toàn không giống chị một chút xíu nào hết à. Chắc có lẽ là bạn thiên biểu diễn nhiều quá, đúng, nên đúng, bạn quên nâng tập niu, tập trung vào cái làm điệu nhiều. Đúng rồi, bạn phải nhớ nha, khi mình làm điệu thì làm điệu, nhưng cái quan trọng là bạn phải nâng niu cái giọng. Tại vì khi Tuyết hát, em để ý Tuyết rất nâng niu từng chữ một, thì em cũng phải nâng niu nó. Phát cái đầm cái mừng quá quên cái giọng. Nếu mà vô dòng trong là phải cố gắng, tại vì giọng hát nó vẫn rất là quan trọng nha, cố gắng nha. Cảm ơn chị. Văn Ninh ơi, chị nói thật, hồi nãy lúc em hát á, chị nhắm mắt lại thử, chị nói thật luôn, chị tưởng Đan Trường hát. Bởi vì chị hát với Đan Trường trong cái live show bài hát này, em hát rất là giống anh Đan Trường, giống dễ sợ luôn. Chị chúc mừng em về tiết mục vừa qua. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bye.
tìm chốn nào bình yên. Tìm trong tim mình một bóng tôi nhớ thương. Tìm trong thiên đường tôi tìm mãi một mình tôi. Đủ hồng xưa qua bao nắng mưa. Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân. Ngày em mơ mộng tôi lại lá phai cuối đông. Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thơ. Lời tình gì xa chưa lên tiếng. Vẫn nhớ mãi mắt ai đắm em. Giờ chầm ngâm những nỗi xót xa trong lòng. Ho ho ho. Vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy. Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay. Xanh như biển lửa ân tình cát tựa bằng nó chỉ đôi bằng nhúng lụa sao người anh về gom lại thư em cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đồ thành cho tàn cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mơ khi mùa đông lạnh lùng xa em khỏi nhớ chuyện ngày xưa em còn chi nữa đâu em yêu thương như nước trôi qua cầu như đàn trôi cùng sâu còn gì nữa đâu đầm em dài trăm năm những nơi xa xa trong lòng vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay phố khuya bưng ân thần còn lại tôi tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hiền nên tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết nên giờ tôi chẳng còn chi mặn mà đi
chị Như ơi, là một fan, một khán giả của hai chàng trai này thì cảm xúc của chị ngay bây giờ như thế nào với phần song ca này ạ? Em là khán giả thì em thấy em nhắm mắt lại, em mở mắt ra rồi em nhắm mắt lại, em mở mắt ra, em cảm thấy nó chưa giống lắm. Trời cướp hà hay gì? Em không biết nữa, nhưng mà tại vì em vòng trước thì Như cũng đã theo dõi hai bạn rồi, Như cảm thấy là vòng trước hai bạn hát giống nổi da gà luôn. Còn dáng em ơi nè, Minh Tuyết mới gửi anh lá thư nữa nè. Gửi em đi ha. Thôi tiếp. Đây nè. Không phải là mới gửi mà có xin thú. Chị Tuyết mà ngồi sao mà gửi thư hoài được hay nè, vậy? Nè, trời ơi, đây nè. Nói không chính xác người ta không hài lòng, có nghĩa là đã biết trước mấy cái tình huống hay là gửi sơ cua luôn phải không? Còn 4 lá. Đăng Tuyết nói là cứ cách nửa tiếng Thành mở lá ra cho Tuyết. Giống như chị Tuyết chỉ hiểu trước vậy đó. Thành ơi, Tuyết quý bé Như lắm, nhưng trong trường hợp nó chia sẻ không đâu vô đâu, Thành làm ơn đẩy nó lên sân khấu làm MC lại, đưa Minh Xù xuống giùm Tuyết. Đó, đổi. Đây, trả về. Trả về. Trả mà nó vui quá trời. Gà Như. Đi về đi con. Trời ơi, lên luôn, lên luôn. Lên luôn. Lên luôn kìa. Ê em. Dạ. Cái cách nó đi xuống giống như lễ tân khách sạn chào đón quý khách ở khách sạn. Trời, công nhận luôn á. Ngồi mà... chỗ này khác hẳn luôn. Khác hẳn, giờ làm lại nè. Vâng, chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Không biết cảm giác của hai bạn bây giờ như thế nào ạ? Trước tiên thì cho em xin gửi lời chào tới bốn giám khảo cùng toàn thể mọi người đang có mặt tại trường quay ạ. Cảm giác của em bây giờ thì cảm thấy đã yên tâm hơn trước lúc thi. Và bây giờ thể hiện tốt phần thi của mình xong bớt hồi hộp hơn. Tâm trạng của em lúc này cũng tương tự như bạn Thái Sơn, cũng bớt hồi hộp. Không, anh nghĩ hai em nên hồi hộp lại từ bây giờ đi nè. Và tới phần nhận xét nè. Như ơi, em làm đúng vai trò MC mình, em phải mời anh Thành, đừng để anh tự anh nhận xét vậy. Dạ, giám khảo Trấn Thành anh tự trọng chút xíu, tại vì em chưa mời anh. Thế thì giám khảo Trấn Thành anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh không muốn chia sẻ. Anh Thành ơi, em xin lỗi chị Khả Như là cũng hơi bỡ ngỡ khi quay trở về với vị trí là MC. Dạ, xin mời anh nhận xét một lần nữa. Anh nhận và anh nói đây. Hai bạn này là xuống phong độ nhiều lắm luôn á. Bạn Thái Sơn, một phần tôi nghĩ có lẽ do cái tông này nó thấp, bởi vì làm phải hai bài nó match với nhau. Bạn tự hát không nhạc mà đúng tông bài đó coi. Thôi rồi, ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ diều hồng, anh đường anh hẹn đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Đó, tôi nghĩ chắc là do cái tông bạn không có đẩy hơi ra được. Còn bạn Đan Trường thì nó buồn cười là cái chỗ bạn hát cái bài Đàm Vĩnh Hưng giống hơn bài bạn hát bài Đan Trường mới ghê chứ. Bạn hát cái bài Châu Vừa Lòng Em thì cái âm sắc đó mới là âm sắc của Đan Trường á. Nhưng có vài chỗ thì mình thấy là cái cách ngân, cái cách xử lý chữ nó giống, nhưng mà nó là vài chỗ. Còn đây mình đang nói nó phải là cả tổng thể cả bài hát, thì tôi thấy nó chưa thuyết phục lắm. Thế còn giám khảo Cẩm Ly ạ? Chị nghĩ rằng không phải riêng gì Thành mà ở cảm nhận của chị cũng vậy nữa. Đặc biệt là ở cái phần lực Minh á, hôm nay em bắt đầu em túm lại gì nè, cho nên là tụi em bị tù hết, hầu như là nó không có, nó sáng ra. Cái giọng của Trường rất là vang nha, vang và sáng. Và đặc biệt Trường hát cái giọng nó rõ lắm. Em hát cái bài Bóng Dáng Thiên Thần của Trường nó không có ra tí xíu nào hết trơn á. Còn nói về Thái Sơn á, anh Hưng ảnh có phà hơi rất nhiều nha. Chính vì nhiều khi do mình tâm lý cố ý làm phà hơi, cho nên khi mà mình, nó không phải là cái giọng thật của mình, để mình phà hơi, mình không giữ được cái cột chắc ở đây nè, cái lực chắc ở cái như cái là cái trụ giữa của mình á, cái mình lo phà thì đâm ra là vô tình là nó bị mờ luôn. Cố gắng nếu mình đi được vào vòng trong thì mình có thể để ý thêm một tí xíu nữa nha. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly, xin mời đạo diễn Hoài Việt Nam ạ. Bây giờ anh sẽ dành lời khen hai đứa em đi. Về phần trang phục á, hôm nay hai em rất là đẹp. Các em tạo được sự thiện cảm rất là lớn. Khả Như lúc còn ngồi đây thì Khả Như nói là hôm nay toàn là những cái giọng hát gọi là khủng long yêu quái không à. Các bạn toàn là những cái giọng ca mà rất là khủng. Tuy nhiên cái phần mà cảm nhận của khán giả với lại ban giám khảo ở đây thì thực sự là cái cảm xúc mà hào hứng, cuồng nhiệt mà có thể hòa vào trong cái phần trình diễn của các em thì dường như là chưa có. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Thế còn Minh Xu? Ủa là em được nói luôn hả? Được nói em, nói hay hay không thôi bị đổi chỗ. Minh Xu thấy là ngày hôm nay đúng như ba vị giám khảo ở đây có chia sẻ rằng tuột đều như vậy thì em có hy vọng như nhau.
Một tràng hấu tay chúc mừng bọn em hết. Trấn Thành ơi, anh hiểu không anh Thành? Anh hiểu không? Thế một bạn tuột mà một bạn lên thì chắc chắn bạn kêu quéo. Thì cho nên là các bạn lên bạn tự tin và hai bạn tuột đều. Em khảo gì đâu mà comment tuột quéo. Chắc đọc thư Minh Tuyết nữa. Chưa. Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng, nghe tiếng mưa rơi hay dòng lệ rơi. Bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền. Đêm ngày mong ngóng tin con, mưa rơi ngày nào ướt đôi vai gầy, bên mái tranh siêu gian khổ nuôi con. Mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đềm. Nhà mình tuy nghèo mà vui, con sẽ trở về quê hương. Tháng rộng ngày dài con vẫn ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt sầu. Trời ơi dữ. Hay quá. Như vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Và đây là thí sinh của chúng ta, Ngọc Truyền. Thật sự ra đây là lần thứ mấy anh đứng trên sân khấu rồi? Dạ, lần đầu tiên ạ. Đầu tiên luôn. Lần tiêu đứng sân khấu lớn vậy ạ. Những lần trước chỉ đứng sân khấu ủy ban xã rồi nhà văn hóa huyện nhỏ thôi, còn giờ là rất là vinh dự và hồi hộp. Vâng ạ, phải động viên tinh thần bằng một tràng hố tay nữa đúng không? Anh Truyền cố lên nha. Tại cái đêm chung kết năm nay em nghe nói là anh Hoàng Việt Nam anh tổ chức cái sân vận động quân khu 7. Sẽ có một sân khấu bự hơn nữa đúng không ạ? À, vậy thì Nam thân mến, sẵn tiện đây thì cảm xúc của anh như thế nào về bài hát này và về thần tượng của bạn ấy? À, tôi đang miên man trong cái cảm xúc của bài này. Cái lời đồn của Trấn Thành làm cho tôi bị trở lại với thực tại một chút xíu. Lời đồn của bảy như lời đồn bảo anh. Với ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn thì có quá nhiều những cái bài hát hay về cha mẹ, những cái bài hát rất là thiêng liêng. Chẳng hạn như tình cha lòng mẹ, rồi đạo làm con. Và hôm nay thì tôi được nghe lại là nước mắt mẹ hiền. Với cái phần trình diễn của Ngọc Truyền thì đúng. Trong cái phần giới thiệu từ đầu á, anh không phải là ca sĩ chuyên nghiệp đã đi hát nhiều đó, mà anh chỉ yêu nghệ thuật thôi. Cái điều đó nó đã thể hiện trên sân khấu là những cái sự vụng về của anh. Nhưng mà nhìn nó rất là hồn nhiên, nó rất là dễ thương. Có một cái điều gì đó mà khiến cho tôi khi mà nghe cái bài hát này thì tôi cảm nhận
cái tình cảm ở trong cái bài hát, cũng như là qua cách thể hiện của anh có những sự bỡ ngỡ đó, có những sự hồi hộp đó, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy anh là thể hiện cái bài hát này có những cái câu hát, những cái chữ trăn trở hay là những cái câu luyến lên nghe rất là đã, nghe rất là chứa chan tình cảm trong đó. Cái lời hát mà nước mắt của mẹ hay là giọt sầu hay là giọt mưa nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi đến bây giờ, thì tôi nghĩ rằng là anh sẽ phải trau dồi thêm về cái bản lĩnh sân khấu của mình nếu như có cơ hội đi tiếp. Và ngoài ra thì sẽ phải học thêm thần tượng của mình á, những cái điệu bộ, những cái cử chỉ để mình làm nó thật rõ nét hơn, để nó giúp cho mình có một cái màn hóa thân nó trọn vẹn hơn nữa. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đạo diễn Hoài Nhật Nam. Thế còn giám khảo Minh Tuyết, em thấy nãy giờ chị cười hiền như công chúa từ nãy giờ, điều gì làm cho chị thích thú à? Như anh Nam nói là anh hoàn toàn không có phong cách của anh Ngọc Sơn, cho nên nếu mà anh càng vào vòng trong sau, anh phải học thêm điều đó. Thứ nhất, thứ hai, về giọng hát của anh, trong âm sắc của anh vẫn có phản phức âm sắc của anh Ngọc Sơn, nhưng nó chưa có sắc bén và rõ nét. Anh Ngọc Sơn hát á, thì vần trép nó nhiều hơn. Em thì em thấy anh cái đó nó chưa có sắc nét, nhưng anh có những cái ngân nga, những cái luyến của anh Ngọc Sơn. Thì anh có nghĩa là anh có tố chất của ảnh. Bây giờ anh chỉ cần thời gian và rèn luyện thêm nếu như anh được vào vòng trong. Nhưng mà em nghĩ với một cái chất giọng như thế này, một cái sự bày tỏ rất là tình cảm trong cái câu hát của mình, với riêng em là anh đã chinh phục được em rồi. Xin cảm ơn. Và chắc chắn rồi, khi mà anh vào vòng trong hay là nếu như có cơ hội vào vòng trong, thì cái điều quan trọng là em nghĩ đó là chiêu. Tại vì trong người của anh đã có được cái chất giọng hay rồi. Thế thì Thánh Chiêu ơi, hãy giúp anh ta đi nào. Nói là phải chỉ liền. Anh hát cho em hai câu, em chỉ cho anh cái điểm khác liền. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh. Rồi, nếu Ngọc Sơn là còn nhớ, nhớ. Nó vang và nó đâu, anh thử lại coi. Anh đẩy lên mũi tí xíu. Đẩy lên đây tí nè. Mà nó ngưng ngưng ngưng. Còn nhớ. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẩy lên mũi tí xíu. Dạ dạ dạ. Bà cha nè, ngân tiếp nè. Bà cha. Thay vì nếu như người ca sĩ bình thường là bà cha, là cái người ca sĩ bình thường, còn anh Ngọc Sơn là bà cha cha. Được không? Ngang ra là dính. Được chưa? Và cha. Đúng rồi, thấy chưa? Hiểu chưa? Anh yêu cái này nè. Đẩy lên đây. Cái miệng ngang ra. Rồi, chúc may mắn dòng. Cảm ơn Thanh Chiêu rất nhiều. Thấy chưa? Thấy chưa? Có miếng rồi. Và tự cố gắng lên nha anh. Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Một tràng hoa tay cho Ngọc Truyền. Và bây giờ chắc chắn rồi sẽ là cảm xúc của anh Hoài Nhật Nam ạ. Mời anh. Dường như là những anh chàng lúc mà ghép đôi với nhau á, thì cộng với cái đạo cụ, cái ghế, rồi có cái sự tương tác với nhau, thì đã cùng dìu nhau đi đến cuối chân trời. Đi đến cuối chân trời của cái bài hát. Hết hồn luôn. Hết hồn á. Ta nắm tay thì không cho đi dìu nhau đi luôn kìa. Quang Thái, những cái phần đơn thì bạn rất là bối rối sân khấu, nhưng mà bây giờ có cái bạn diễn với mình vào, có cái sự tương tác, rồi có những đi lui đi tới ngồi trên ghế, thì đã thấy dễ chịu hơn, đã cảm thấy là cái sự hòa nhập của các anh ở trên sân khấu nó đã có rồi đó. Và trong cái bài này thì thấy hai anh em hát với nhau cũng rất là dễ thương. Mỗi người cũng sẽ có cái ưu với cái khuyết riêng. Đi sâu vào giọng hát thì thôi để các giám khảo còn lại nói. Về phần của Quốc Vượng thì do là Quốc Vượng đã có đi diễn rồi, cho nên là những cái bước chuyển hoặc là những cái ánh nhìn xuống, nhìn lên, mỗi cái bước di chuyển của em hay là diễn thì đều rất là nhẹ nhàng, và nó có cái sự diễn, nó có cái nét sâu ở trong đó, nó có nội tâm trong đó. Còn ở Quang Thái thì anh nghĩ là Quang Thái phải tập thêm một chút để mà mình có cái bản lĩnh sân khấu. Về chẳng mình không có di chuyển nhiều, nhưng mà mỗi lần anh thấy em, mỗi lần mà em bước bước xích xích ra, sau đó xích xích lại, rồi sau đó nhìn sang bên bạn mình, thì lại những cái bước đó nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng làm cho cái mạch cảm xúc của người xem á, nó hơi bị gián đoạn một chút xíu. Thực ra là hai anh em hát cũng như hai anh em lúc nãy là Ngọc Truyền với Tuấn Minh, thì thấy kết hợp với nhau thì thấy rất là dễ thương. Xin cảm ơn. Cảm ơn đạo diễn Hoài Nhật Nam. Và tiếp theo xin mời chị Tư Cẩm Ly. Chị đang đung đưa, chị đang nghĩ ngợi gì ạ? Khi mà Quang Thái thể hiện bài hát này, mình thấy rất là tình. Tuy rằng không giống anh Tuấn Vũ nhiều,
nhưng cái tình trong bài hát qua từng câu chữ và mượt mà hơn nhiều, có một cái sự tự tin hát nó rất là hay. Mà hồi nãy cái vụ mà nói nhà làm nông nghiệp trồng bưởi, cái mình cứ tưởng tượng là bây giờ là anh này là anh không có chuyên nghiệp hát, nhưng mà có lẽ khi mà anh đi làm mệt quá ngoài đồng, ngoài chỗ cái vườn bưởi, cái anh ngồi xuống cái anh quạt, cái anh nghêu ngao anh hát cái kiểu vậy đó, hát điềm, quen điềm. Hát quen cái kiểu một cách thoải mái như vậy. Nhưng mà khen là trong bài hát này bắt đầu đã cảm thấy tự tin và có cái độ tình ở trong đó rất là nhiều. Cho nên là còn về cái diễn thì không thể đòi hỏi Quang Thái được, quá mới mẻ. Quá mới mẻ cho nên là nó sẽ bị sượng sùng chỗ này chỗ kia. Nhưng nó đã có được một cái bước tiến nhẹ nhẹ, tức là mình hiểu mà mình tự tin là một tí xíu. Là tất cả bốn bạn ở đây ai cũng đều có chất giọng tốt hết, nhưng mà tại vì chưa biết tận dụng và chưa có người hướng dẫn để cho mình tốt hơn, cho nên là mình hát nó hơi bản năng một tí xíu thôi. Nhưng mà cái độ tình thì bắt đầu đã có, sự tự tin đã có. Chúc mừng Quang Thái rất nhiều. Còn Phước Vượng thì ok, giọng quá tốt. Tốt là gì? Tốt là ở độ vang, độ sáng, là nó có giọng của anh Tuấn Vũ. Nhưng mà cẩn thận, cũng giống như bạn Tấn Minh, uyển chuyển cái độ mềm mại trong câu hát của mình, mình cẩn thận để mà cho nó có cái tình ở trong đó nhiều hơn. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và tim ơi sao mềm yếu quá.
và đó là Thu Ngư. Giám khảo Hoài Nhật nào, xin mời. Xinh đẹp như một đóa hồng, không còn sự nhút nhát, rụt rè và thiếu tự tin như những đêm thi trước nữa. Rất là tốt. Về cái phần hát của em thì thực sự anh nhớ tuần trước anh cũng có lưu tâm em ở cái đoạn đầu. Thì trong cái phần này anh vẫn thấy vậy. Em có cái đặc biệt là lúc ra nó vẫn chưa ổn định hay như nào á. Cái câu phiêu đầu hoặc là những câu đầu tiên mà đổ vào á, là em chưa bao giờ lấy được cái cảm tình chắc là của riêng anh trước. Bởi vì những câu đó nó cứ bị chông chênh hoặc là như nào đó. Mà sau đó vào bài rồi bắt đầu là nó, lúc đó cái lửa của em với là em mới bình tĩnh, mới bắt đầu đi vào cái dòng cảm xúc của mình. Thì cái bài này tương tự cũng vậy. Và thêm nữa thì anh có một cái điều đó là cái nội lực của em và cái năng lượng của em, một khi em đã tự tin thì thực sự là em với Hương Tràm á, thì chưa chắc ai đã hơn ai. Anh nghĩ là vậy. Cái đó là anh khen về cái nội lực của em á. Còn về cái bài hát tối hôm nay thì anh vẫn cảm nhận là giống Tràm thì cũng có giống đấy, nhưng nội lực của em ở những cái đoạn mà lên cao dữ dội thì rất là ra, nhưng mà những cái đoạn thủ thỉ, tâm tình và da diết á, anh thấy là vẫn còn thiếu Hương Tràm. Hương Tràm hát bài này năm 21 tuổi, thu âm bản này, nhưng mà từng trải như là đã yêu rất nhiều mối tình rồi đó. Và những cái câu nhỏ nhỏ từ những câu đầu tiên và những câu mà trầm hoặc là thổn thức á, thì nghe nó rất là nhói lòng và nó rất là, nó có một cái sự tiết chế nào đó để mà nói bằng tim á. Thì Thu Ngân vẫn chưa control được những cái đoạn đó. Còn những lúc mà lên cao trào bay bay và dữ dội thì em làm rất là ra. Đó thì anh có cảm nhận là như vậy. Còn nếu như anh nghĩ rằng là em không phải là Hương Tràm mà em là một Thu Ngân á, thì anh cũng khuyên em là sau Ca Sĩ Thần Tượng, nếu em có đi tiếp hay không á, thì em hãy thử sức ở những sân chơi âm nhạc khác để em là Thu Ngân á. Thì anh rất mong chờ em sẽ tỏa sáng. Nhưng mà thế này nè bé à, anh nghĩ là đây là lời khuyên chân thành anh dành cho em. Là nếu như bình thường mà giọng mình giống Hương Tràm rồi, thì hôm nay anh đã tìm được cái điểm khác của em với Tràm rồi. Anh thấy được em có một thái độ âm nhạc R&B rất lớn trong em. Thành, nhưng mà anh thích cách hát của cái trước hơn. Tức là cái phần 1 á, phần 1 á là cứ khoan phăng á đã. Sang phần lời 2 lúc đó phăng thì nghe nó phiêu hơn. À không, đúng. Còn đây là lời 1 vào là đã khoe phăng rồi. Sau đó vào tiếp theo lại tiếp tục. À, cái bản hát này hay là bản hát của Trà? Bản hát này. Chị đồng ý cái suy nghĩ của anh Nam đó. Tại vì người ta nói những cái gì hay nhất mình phải giữ lại, thì người ta mới tạo sự bất ngờ. Nếu mà mình làm một cái điều đó mà mình làm nhiều lần quá, nó không còn sự bất ngờ nữa. Cái đó là cái cách tinh tế trong khi mình xử lý một bài hát. Phần đầu mình xử lý vừa phải, càng về sau mình thả ra những cái đập chiêu của mình, tạo sự bất ngờ và tạo sự cao trào cho người ta. Đó là cách xử lý khôn khéo trong một bài hát. Hôm nay là em rất là thích bài này, đúng không? Đúng rồi. Tại vì nhìn cái cách của em hát là chị cảm nhận rằng là em hát cho em, chứ không phải là hát cho Tràm nữa. Khi em feel những cái feel, thật sự Tràm bây giờ có feel R&B, nhưng cái cách luyến của Tràm khác cái cách luyến của em. Đó là cái mà Tiến Thành thắc mắc hồi nãy giờ không thấy được Tràm trong đó, là bởi vì em có cố tình xử lý theo những cách feel của Tràm, nhưng em xử lý cái feel của em nó không giống Tràm mà nó là cái feel của em. Nhưng thú thật, nếu một ngày nào đó em gặp chị thì em về đội của chị nhé. Chứ gì dù dỗ người ta rồi. Hay lắm. Nếu như em thật sự muốn làm album, em có cần tư vấn gì em cứ gọi cho tôi sẵn sàng đó, giúp đỡ em. Tại vì tôi muốn em nổi tiếng, tôi muốn khán giả yêu thương em, tại vì em hát rất hay. Quá tuyệt vời. Xong cái chương trình này để dành tiền ra MV nghe chưa? Ra một bài single của riêng mình, lấy tên mình. Vậy mà anh nghe nhầm là anh xin sau chương trình này anh xin cho tiền ra MV nha. Sai có một từ thôi. Anh bên này. Anh đau quá, đau quá. Thôi vỗ tay lên cho ban giám khảo. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Nó một cơn bão lời khen dành cho bạn luôn. Chắc chắn bạn đang rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta chỉ có 3 cơ hội dành cho 3 thí sinh bước vào trận chung kết mà thôi. Một lần nữa xin được chúc mừng phần dự thi của Thu Ngân. Đang chờ không còn muốn xem, giờ em đầy ấp nghi ngờ, cô độc giữa đêm, một phút mi nhắm ngơi nghỉ mà toàn là nỗi đau. Có lẽ câu chuyện như chưa lâu, giấc
khép lại, hy vọng đứng yên. Thật ra còn chút rung động, chỉ là muốn quên. Vì nay đã hết tin tưởng, nhiều lần tim em tổn thương, đáng lẽ em phải buông sớm hơn. Chuyện buồn mà cứ để thế hoài, mà nỗi nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dài, bởi quá lâu yêu ai. Tuổi đời nhẹ lướt như mây trời, em thấy quá rồi bởi để tìm kiếm cho mình ấm áp mới. Chuyện buồn từ đó không phải nhòa, dù tháng năm vốn là thần dược để xóa đi tất cả đau đớn lẫn thiết tha. Liệu rằng lần nữa đi bên nhau, ta sẽ yêu bao lâu hay mãi, kết thúc vẫn thế luôn thật buồn. Những tin nhắn đang chờ, không còn muốn xem. Giờ em đây ấp nghi ngờ, cô độc giữa đêm. Một phút mi nhắm ngươi nhìn, mà toàn là nỗi đau. Cứ thế câu chuyện như chưa lâu. Giấc mơ đã khép lại, hy vọng đứng yên. Thật ra còn chút rung động, chỉ là muốn quên. Từ nay đã hết tin tưởng, nhiều lần tim em tổn thương, đáng lẽ em phải buông sớm hơn. Chuyện buồn mà cứ lê thế hoài, mà nỗi nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dại, bởi quá lâu yêu ai. Chuyện đời mà thế cũng phải nhòa, dù tháng năm buồn là thần dược để xóa đi tất cả đau đớn lẫn thiết tha. Liệu rằng lần nữa đi bên nhau, thúc thế vẫn luôn thật buồn. Anh giống nhầm thơ quá. Một câu chuyện buồn, chuyện buồn mà cứ lê thế hoài, mà nỗi nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dại, bởi quá lâu yêu ai. Cuối đời nhẹ lướt như mây trời, em thấy quá rồi vời để tìm kiếm cho mình ấm áp hơn. Và đây là một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát Chuyện Buồn. Yeah, một tràng pháo tay cho hai bạn. Sao anh Thành? Thật ra tôi rất thích những cái tiết mục như thế này được diễn trên sân khấu. Không biết ở ngoài là chị Tâm với Mạnh Quỳnh có hát chung với nhau vậy không nhỉ? Dạ hình chưa. Như chưa. Hình như chưa, chưa đúng dạ. Không? Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho chị Mỹ Tâm bài này trong cái album chính của chị. Và hôm nay mình được nghe Phan Mạnh Quỳnh hát là cái bài của mình vào cái version của một người khác. Nhưng mà tôi có thể tưởng tượng được là nếu Quỳnh hát thì nó cũng hát như vậy á. Nhưng mà vẫn là một câu nói cũ là em vẫn hiện nay em đang bị tỉnh táo quá em nha. Khi em hát giọng Mạnh Quỳnh là em phải tưởng tượng mình đang đánh Thái Cực Quyền. Tí quyền lực trưởng một cái, nhưng mà cảm giác là không có gì hết trơn á, thì nó mới ra được cái loại giọng đó. Mỹ Tâm, cái vòng này hơi có vấn đề nha Mỹ Tâm ơi. Có hát trật đoạn, băng nhạc giỏi quá cú luôn. Bài này bạn không có cái thái độ hiện đại của Mỹ Tâm của năm 2019. Mỹ Tâm là một cái người nghệ sĩ rất là phấn đấu, thay đổi mình, không bằng lòng với cái hiện tại. Và Tâm không bao giờ feel cái câu bị lạng, bạn hát bị loạn choạng. Bạn Mỹ Tâm lần này thì bạn hơi xuống phong độ so với bài trước. Cũng không yêu cầu bạn quá nhiều. Chắc là tôi nghĩ là nếu như bạn hát những bài tủ có sẽ bạn sẽ hát tốt hơn. Vâng ạ, có ý kiến của chị Cẩm Ly thì sao ạ? Xin mời chị. Cái bài mới như thế này là nó sẽ nhanh hơn so với bài Ước Gì. Nó tiết tấu nhưng mà nó sẽ đều và nó không có những cái chỗ để bật lên mình nghe rõ cái giọng của Tâm như thế nào. Mà ở đây thì mình cần cái đó. Nhưng mà đối với cái bài này, Trang đã có cái sự tự tin nhiều hơn. Nhưng mình thiếu cái giao lưu với bạn Hùng.
Hùng quay qua nhìn miết hả? Tương tác với khán giả là một chuyện, nhưng bỏ bạn trơ trơ một mình tội nghiệp bạn lắm. Nó sẽ không có sự tương tác được giữa cái hát đôi. Cô Hùng Tư, đứng dòm ngoài. Cho bổ sung thêm là okay. Như này nè. Nó có cái diễn biến đó là lúc Lê Trang nhìn sang Quang Hùng thì Quang Hùng không nhìn. Sau đó Quang Hùng trả lại để nhìn Lê Trang. Lê Trang đã xong cái nhịp nhìn rồi thì nhìn khán giả. Là hai chị em cứ như này, không khi nào được gặp nhau gọi là đuổi bắt nhau đó, đuổi hả bắt nhau. Anh đó. Biết cái bài này là bài gì không anh? Dạ chuyện buồn đó. Mình hát đôi quan trọng là cái sự ăn ý với nhau nữa. Không những là mình ăn ý, nhiều khi mình đúng là mình mới ráp nhau thì mình phải để ý, không phải là ăn ý, lúc đó mình phải để ý, để không thôi nó không có một cái sự đồng điệu, không có cái nhịp với nhau, đúng không? Còn Hùng á thì giống như có cái nhận xét của tất cả mọi người thì nó đỡ hơn, cảm thấy nó đỡ hơn. Em không hát sắc nét như lúc cái bài đầu tiên, nó đỡ hơn nhưng mà nó vẫn chưa có ra Phan Mạnh Quỳnh lắm, hiểu không? Tất cả em không có độ ngân đuôi, em cắt hẳn luôn, đâu lâu đâu, rung nhẹ chút xíu nó quay ra nó mềm. Anh chỉ cho em về em lấy một cái đồ nặng, khi em thả nó xuống nó có cái độ dội lên vậy, rồi nó từ từ nó mới đứng yên, đúng không? Thì của em là rớt cái chạch đã dính vậy luôn đó, em hiểu không? Còn em buông một cái xuống đó thì cái giọng Minh Quỳnh nó vậy nè, thấy không? Đó, nó là gì nè, nhớ nha. Vâng, cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo rất nhiều và cảm ơn hai thí sinh của chúng ta. Chúc mừng các bạn. Một tràng pháo tay cho Lê Trang. Em xin mời chị Minh Tuyết ạ. Ôi, Mỹ Tâm đã trở lại với chị rồi. Em hát câu đầu chị giật mình liền. Tại vì Mỹ Tâm á, trong cái giọng hát của Mỹ Tâm nó vẫn phản phất cái nét của người vùng miền của Mỹ Tâm á. Nó giống dễ sợ luôn. Cái đặc trưng của Mỹ Tâm thì bây giờ em đã làm được điều đó. Chị chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn chị Tư Cẩm Ly. Lê Trang nói là Lê Trang hiện tại là nội trợ. Nhưng mà trước đây Lê Trang có đi hát được không? Dạ, trước đây khoảng 20 năm có làm MC rồi về Phú Quốc cũng có giao lưu nhiều. Nếu mà là một bà nội trợ như vậy thì quá tuyệt vời. Sở hữu một chút chất giọng trầm nhưng rất là dày, hát rất là tốt. Nhưng có một vài từ luyến cái chỗ chữ anh mà những cái chữ gì đó, vì cứng nó không được trọn tròn trịa cả cái bài. Nhưng mà những tất cả những cái đoạn phiêu, những cái gì đều rất là tốt. Ok, chúc mừng đây. Cảm ơn chị Tư. Thật sự phải nói khi mà những thí sinh đến đây thì họ có thần tượng của mình. Còn đối với bạn nữ ca sĩ Mỹ Tâm là bạn đã thần tượng được bao lâu rồi? Bạn có kỷ niệm gì với chị Mỹ Tâm hay không? Cũng 20 năm rồi. Hồi xưa em có ở đây, em có nói lúc nãy là có làm MC. Lúc đó chị Tâm chưa có nổi tiếng. Và em có gặp và em thích. Và em cảm thấy cái giọng chị rất là mộc, rất là thật. Mà em thì cũng tương đối, cho nên là em nghe nhạc của chị nhiều. Cũng là duyên số không đến được với nghệ thuật, nhưng mà em vẫn phải ấp ủ. Em xin cảm ơn. Dạ, ngày hôm nay có cái duyên rồi đó, được thể hiện luôn đúng giọng ca của nữ ca sĩ thần tượng của mình. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ? Ca sĩ Mỹ Tâm quê cổ cũng ở Đà Nẵng, là mình với cổ cũng là đồng hương. Đồng hương. Mình cũng có một chất giọng cũng hiếm vậy, nhưng mà không theo nghiệp ca hát mà thôi. Dạ, cảm ơn anh đã không theo nghiệp ca hát ạ. Đâu có, cái chất giọng anh là để ngâm thơ nha em. Thích nhất là những cái đoạn phiêu á, những đoạn phiêu về cuối và lên cao trào hơn. Dường như là cứ cuốn người xem vào trong cái mạch cảm xúc của cái bài hát cũng như là cái phong cách thể hiện. Cái bài Ước Gì này thì nó nằm trong album Ngày Ấy Và Bây Giờ, nó cũng đã rất lâu rồi. Đó thì anh cũng rất mong em sẽ thể hiện Mỹ Tâm ở một cái góc độ nào khác, sôi nổi hơn. Anh rất là mong chờ điều đó. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và xin được chúc mừng cho Lê Trang đã có một bài hát ngày hôm nay dự thi thật là trọn vẹn. Em xin cảm ơn ban giám khảo, xin hẹn gặp lại quý vị khán giả. Giám khảo xin cảm ơn rất nhiều. Vậy đó những thiết tha
ái như dấu yêu, như khát khao, như ước mơ. Phút ban đầu ngày đó biết nhớ thương, biết đam say, biết ngất ngây, biết nhớ mong cùng với em. Ngày đó em yêu tôi yêu rất nhiều, ngày đó tôi yêu em một kiếm người đắm say giấc mơ. Ngày đó những thiết tha, những sâu yêu, những khát khao, những ước mơ đã không còn. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong đành vỡ tan. Ngày đó em yêu tôi là dối lòng, ngày đó tôi yêu em nhiều lỡ lầm, vỡ tan giấc mơ một kiếm người. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không sai khờ, ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau vì yêu, giờ sâu bao nước mắt ngậm ngùi tình đã xa. Ngày đó trong tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời, mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong phút ban đầu. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong đành vỡ tan. Ngày đó em yêu tôi là dối lòng, ngày đó tôi yêu em nhiều lỡ lầm, vỡ tan giấc mơ một kiếp. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không sai khờ, ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau vì yêu, giờ sâu bao nước mắt ngậm ngùi tình đã xa. Ngày đó giữa tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời, mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không sai khờ, ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau vì yêu, giờ sâu bao nước mắt ngậm ngùi tình đã xa. Ngày đó giữa tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời, mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt. Xin được chia sẻ với ban giám khảo, đây là một ca khúc Ngày đó tôi yêu em, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Và với cái sự dàn dựng này là đúng y như cái bản gốc của anh Đào Vinh Hưng trình diễn trên sân khấu ngay tại thời điểm đó luôn. Xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ, cảm xúc của chị như thế nào? Chị thích cái phần trình diễn của em lần tuần này hơn tuần trước. Đã có cái máu lửa, mà đặc biệt ở đây những cái nhấn nhá của em hôm nay rất là tốt. Và cái phong cách, cái đi đứng đồ, nói chung là hôm nay giống rất là nhiều so với anh Hưng. Bởi vì nó lại khiến cho chị áp lực nữa, là chị lại kỳ vọng nếu mà em đi vào vòng trong, chị muốn thấy một cái gì đó nó thực sự là đột phá, nó đừng có an toàn nữa. Phun nổ. Bùng nổ, nó là phun nổ. Cái gì đó rất là khác. Đây. Nếu em đi được vào vòng trong. Bây giờ ra đề luôn. Riêng cái bạn này không còn muốn comment cái gì nữa hết. Tại vì giống quá rồi. Và coi là phải coi cái gì đỉnh cao. Thì ra đề luôn. Một,
là lựa những cái bài nào mà có những cái cao trào, những cái quặng đau. Chẳng hạn như là tình yêu thương vui lúc đầu mà càng về sau càng xéo nỗi sầu. Đó, một là phải vô những cái bài đó mà đậm đà như vậy, rồi vừa diễn vừa hát vừa cào cấu đồ. Ôi trời, một cái để diễn đó là một. Còn hai, hơi trái tim tình si là phải nhảy. Chứ còn bây giờ mà thắt cái khăn ra ca tôi không chịu nữa. Nó an toàn và nó bình thường, nó nghĩ nó bao quấy với em rồi. Bây giờ coi như vậy không, nó không có đã. Đúng rồi. Rồi bao nhiêu bài, tại sao lựa một cái bài mà vũ đoàn cũng không nhảy hỗ trợ cái gì? Cái style của bài này là của hơn 10 năm về trước. Thì đó, bao nhiêu bài không chọn, chọn một cái bài. Tại vì bài của Minh Vi. Em tưởng là Minh Vi chấm à? Minh Vi như là giám đốc âm nhạc của chương trình thôi, Minh Vi không có chấm. Em nghĩ là em lựa bài của Minh Vi sẽ được điểm thế mà. Em sai rồi. Em đã sai rồi. Em đã sai rồi. Bây giờ ca là ca cho hay em nghe. Sao? Này. Cuộc thi thường vui lúc đầu mà càng về sau càng gieo nỗi sầu. Mua cái gì? Cà sắp, cà sinh, cà sắp, cà sinh. Ca một cái bài nó đều đặn như vậy. Bài này của ai vậy? Bài này của ai sáng tác vậy? Cái gì vậy? Đó, nói làm chi? Dạ em xin lỗi anh Minh Vi, anh khúc mặt khúc mày. Dạ xin lỗi anh Minh Vi. Anh Minh Vi, thấy trả lại cho anh Minh Vi em ơi. Trả lại cho anh Minh Vi nha. Minh Vi ơi. Thật. Xin lỗi anh. Dạ. Anh ở trên đó, anh ngồi trên cao đó. Dạ dạ dạ. Thấy chưa? Nói như là nói ghẹo cho vui thôi. Chúng tôi cần thực sự ở bạn. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Cái này gọi là ném đá vô tay. Rồi tắt nữa. Nhớ, lần sau, vòng sau chúng tôi cần sự bùng nổ. Là sao anh? Dạ bùng, là được bùng nổ hả? Dạ đúng anh, đó là sự bùng nổ. Anh Nam tiếp nối sự bùng nổ của anh Thành nào, xin mời anh. Ở anh Hưng á thì có rất nhiều cái tính cách trong con người của anh. Một Đàm Vĩnh Hưng rất là da diết, rất là trữ tình, và đó là cao cấu giằng xé trong những cái nỗi đau của những cái cuộc tình. Và một mặt khác là ảnh vẫn rất trẻ. Vẫn là hello, vẫn là vì anh là sói ca. Tức là vẫn, có nghĩ nè, nếu bạn nhảy vô chung kết, bạn làm một cái medley liên khúc hit. Đúng. Một liên khúc và những bài hit tính cách khác mà nhau. Yêu cầu là phải bất ngờ, từ bài này chuyển qua bài kia từ phải bất ngờ. Những cái thời mà Hưng mới vào nghề và tất cả những cái bài đó bạn phải làm sao có cái thời gian để bạn thay đổi một rất là lẹ đồ. Rồi những cái này của tôi đâu mà giống đó. Đó, những cái này của đâu? Tất cả những cái động tác con Hưng đâu? Làm liền, đạp chân xoay rồi đó, cái gì đó. Nó phải tùy bài, từ bài này làm sao được? Không, nhưng mà phải bài này chỉ là nhúng. Dạ. Ý là phải kiếm bài để nhét vô, nhét những cái đó vô. Nó rối lắm rồi kìa. Thôi rối bây giờ mình đừng nói về bài này nhiều, kéo anh Minh Vi anh này lại ném giày xuống. Đó, nữa. Hồi để xin nghỉ thi luôn rồi. Không, thì Tuyết nghĩ là như vậy, khi mà bạn nếu bạn được vào vòng chung kết, bạn hãy tìm một cái liên khúc gồm những bài hit của Hưng nhiều màu sắc, bạn làm thành một cái liên khúc và bạn cho thấy nhiều cái mặt ở hơn, tôi nghĩ nó mới là bùng nổ. Nếu em may mắn mà có cơ hội được vào vòng trong thì em sẽ... Sao thí sinh nào cũng có cái vụ mồi chài này hết trơn vậy ta? Em sẽ có những cái chuyển biến và tốt hơn nữa sẽ bùng nổ. Hy vọng rằng bạn sẽ bùng nổ trong tương lai. Yêu em rồi,
là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Anh đang dối mình. Còn anh nói là muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em. Rồi một ngày vắng em bước chân buồn tay. Rồi từ ngày nhớ em trái tim không ngủ yên. Ôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau. Ôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau. Rồi một ngày vắng em bước chân buồn tơ. Rồi từng chiều nhớ em trái tim không ngủ yên. Thôi xin em hãy hờ dỗi như ngày mới quen nhau. Thôi xin anh hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, thật ra anh đang rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh. Giờ tình đã chết hay tình đã xa, anh ơi hãy nói câu sau cùng. Và đừng có dối sẽ lần nữa, con tim ta đã chót mang tội lỗi. Một lần yêu ta lỡ mang thương đau, mà thuyền đó lênh đênh chìm sâu. Em ơi xin em hãy sống trong vô tư, cho tình mình đừng có phai màu. Thôi xin không yêu nữa, xin anh không yêu vì trái ngang. Xin không yêu người nữa, xin người bao khát khao đam mê. Trong đêm sâu thẳm, ôi anh thấy yêu đương là xót xa. Rồi đêm qua vẫn qua, mà thương nhớ dâng đầy trong mơ. Trong đêm thao thức, hơi sáng biết đâu là bóng em. Em ngây thơ phương ấy, xôn xao hoa nắng theo chân em. Anh sẽ không tiếc thương, luyến tiếc bao nhiêu ngày đã qua. Cuộc tình ta sẽ vắng xa. Và ta sẽ vắng xa vì thiếu nhau. Anh luôn mau rất gần.
còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn quên em rồi. Là trong tim anh luôn nhớ. Và đặc biệt có sự quay trở lại của quán quân năm ngoái, đó chính là Đan Trang. Không biết anh Trấn Thành cảm giác của anh như thế nào? Em ngồi dưới em cảm thấy anh đang rất là hạnh phúc đúng không ạ? Hạnh phúc chứ, tại vì chúng tôi chọn đúng người. Cái bài này quý vị ít thấy Hà Hồ hát lắm, nhưng mà mình nghe mình biết ở đây là Hà Hồ Ngọc Hà nè. Cái cảm thụ về Hồ Ngọc Hà trong người của Đan Trang càng ngày càng cao. Nó tinh tế lắm, nó không có còn phải thể hiện ra như thế nào, mà nó đến một cách rất là tự nhiên. Và đó là cái mục đích, cái điểm đến của những cái chương trình như là Ca Sĩ Thần Tượng. Và hôm nay chúng tôi trở lại thấy một quán quân thành công, vì chúng tôi rất là vui mừng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành, Đan Trang trở lại với sân khấu Ca Sĩ Thần Tượng. Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là vui, bởi vì là ngày hôm nay em đã được gặp lại chị Khải Như và bốn vị ban giám khảo rất là dễ thương. Em rất là nhớ mọi người và cũng rất là nhớ những khoảng thời gian mà mình thi Ca Sĩ Thần Tượng. Nên ngày hôm nay khi quay trở lại thì em cảm thấy rất là hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc và hồi hộp luôn. Trời, bác nói mà cứ nổi vậy. Thật sự là em cứ tưởng là chị Hồ Hà không, nghe cái giọng nói luôn. Dạ, Hà Hiển Linh. Anh muốn nói một chút về Đan Trang. Là rất là vui khi mà sau khi Đan Trang đăng quang quán quân Ca Sĩ Thần Tượng thì trong cái hình tượng của Hồ Ngọc Hà, nhưng sau đó Đan Trang đã trình diễn trên rất nhiều những cái sân khấu lớn, và gần đây nhất là chương trình Hoa hậu Miss World Việt Nam, và trước đó cũng một số chương trình thì Đan Trang hát bằng chất giọng của chính Đan Trang. Những cái dòng nhạc khác hát cũng rất là tốt, và những ca khúc về trữ tình, âm nhạc quê hương thì Đan Trang hát bằng chính mình, thì cái điều đó cũng rất là vui. Anh cũng sẽ hứa là sắp tới sẽ tiếp tục dàn dựng cho Đan Trang thêm nhiều cái tiết mục nữa để em là chính em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Nói chung là tất nữa, cả. Cảm ơn bạn Đan Trang đã trở lại với sân khấu Ca Sĩ Thần Tượng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời Đan Trang vào trong nhé. Cảm ơn bạn. Còn hai chàng trai này thì ngày hôm nay tiết mục mở màn đã giúp cho ban giám khảo phía dưới cũng cảm thấy rất là hào hứng. Không biết là ngay bây giờ cảm xúc của chị Minh Tuyết như thế nào ạ? Xin mời chị. Thực sự hồi nãy khi mà Đan Trang bước ra là đã vỡ òa lần thứ nhất rồi. Vẫn không đoán được là Đan Trang hát với ai. Thì Quang Anh, Tuấn Hưng bước ra cất câu đầu lên là dưới đây chúng tôi đã ồ lên rồi. Cảm giác như là Tuấn Hưng bước ra thực sự đang hát. Người thứ hai bước ra làm chúng tôi lại càng vỡ òa hơn. Bởi vì tôi luôn luôn cứ có cái cảm giác là như là ông Đàm Vĩnh Hưng ông nhập cái ông này ấy. Ông hát lên là tôi nghe Đàm Vĩnh Hưng ngay tại chỗ, ngay lập tức. Đó là anh Tuấn Phong. Nói chung là một tiết mục mở màn rất là tuyệt vời. Vào những tiết mục riêng của các bạn hãy thả lỏng mình đi. Bởi vì bây giờ các bạn đã hát rất giống thần tượng của mình rồi. Chỉ là ngày hôm nay các bạn có quên mất mình đi hay không, sống thật với cái nhân vật của mình đang hóa thân hay không. Nếu các bạn làm được điều đó thì các bạn nhất định sẽ đoạt được quán quân trong cái đêm hôm nay của Ca Sĩ Thần Tượng. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết rất nhiều. Thế còn chị Tư Cẩm Ly, mình đang trông chờ ở cái bài cá nhân của các bạn trong cái đêm thi này, nó rất là quan trọng. Và hy vọng rằng những cái khiếm khuyết mà trong suốt một cuộc thi giám khảo góp ý, hôm nay các bạn xóa bỏ cái ranh giới đó không còn nữa, để mình thực sự hóa thân, phải gọi là dùng là trọn vẹn. Và hôm nay Ly rất là mong muốn, giống như cái điều mà Ly ao ước ở đầu chương trình, là Ly ngồi đây Ly không muốn chấm, Ly muốn thưởng thức các bạn đang biểu diễn chứ không phải là thí sinh nữa. Ok, hy vọng rằng sẽ được toại nguyện. Em từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rùng nửa đường đêm. Từng bước trên đau gót mềm, sao rùng nửa đường đêm. Hát câu nào là phía dưới ban giám khảo vỗ tay câu đó. Mình xù mời giám khảo Minh Tuyết trước đi ạ. Xin mời chị ạ. Quang Nghị ơi, hồi nãy á, Quang Nghị phải cảm ơn cái anh đánh đèn nữa nè nha. Lúc mà Quang Nghị ngồi trên đó đó, cái góc nghiêng nghiêng thế này là tóc chảy hai mái lên á.
Trời ơi, nhìn giống Đăng Nguyên lắm luôn á. Xong thứ sau tôi nói chị đi, ủa cái này giống Đăng Nguyên nè. Rồi bắt đầu Quang Nghị cất giọng hát lên. Hôm nay hát rất giống Đăng Nguyên. Đã biết nức nở những cái của Đăng Nguyên có ở trong cái bài. Và bớt đi cái âm sáng. Của riêng Nghị. Nói chung là chúc mừng Nghị. Nghị đã làm rất tốt trong tiết mục vừa rồi. Hôm nay rất là giống Đăng Nguyên. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Cô giáo Cẩm Ly. Đành lắm từ cái bài đầu tới bài này. Biểu hôm nay biểu diễn rất là đạt luôn. Rất là mừng cho Nghị, chúc mừng Nghị. Cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Những lời khen dành cho con Nghị thì đã có rồi. Và trong đêm chung kết này thì anh xin phép được nói lại một cái điều mà anh cảm thấy tâm đắc. Đó là bất kể một cái chương trình giải trí nào thì người ta cũng sẽ cần những yếu tố drama hay những yếu tố để câu view. Nhưng em hiện diện trong cái đêm chung kết này không phải bởi cái câu chuyện của em, mà bởi vì chính tài năng và cái giọng hát thực sự của em đã lay động chúng tôi để chúng tôi quyết định đưa em vào đêm chung kết. Và anh lại khẳng định lại một điều đó nữa, để em cảm thấy luôn luôn tự tin. Và dù sau cuộc thi này thì em phải luôn luôn như vậy trên cái con đường nghệ thuật. Thì anh chỉ có một cái chia sẻ rất là tâm huyết như vậy với em. Vâng, anh rất nhiều. Cảm ơn đại diện Hoàng Nhật Nam. Giám khảo Trấn Thành, nãy giờ để ý thấy mà khi mà thí sinh biểu diễn, anh luôn có một cái sự giống như là suy tư. Anh cảm thấy như thế nào ạ? Bạn có thể hát cái bài này bằng giọng của bạn được không? Xin giá biệt bàn lòng ơi, trao trả mỗi người cười. Vì hai lối mộng hai hướng trông, mình thương nhau chưa trót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Hay. Sắc sảo. Tôi đã nói rồi, nó tròn, nó vang và nó sắc hơn những cái lưỡi. Có nghĩa là đó, có nghĩa là giọng của Đăng Nguyên á, có cái âm sắc của người vùng miền trên, nó gom lại hơn. Còn giọng của Nghị á, vẫn có cái chất giống Đăng Nguyên chứ không phải là không, nhưng á là nó sáng ra mà nó vang hơn. Là hai chất giọng nó khác nhau. Khi bạn hát bài này ở giọng Đăng Nguyên, nó có cái hay của Đăng Nguyên. Khi bạn hát bài này ở giọng hát của bạn, nó có cái hay của bạn. Và bạn xứng đáng được nổi tiếng. Giám khảo Trấn Thành, sau 11 đêm ngồi ở đây, giám khảo giống như là đã quá hài lòng với tất cả những cái chiêu mà mình đưa ra và tất cả những thí sinh cho đến đêm chung kết ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn giám khảo Trấn Thành và cảm ơn các vị giám khảo của chúng ta. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đến lúc phải rơi lệ, xem nhau là dĩ vãng, cũng là lúc ta lìa ta. Hôm qua còn say đắm, mà hôm nay không âm thầm. Vượt qua nhiều sóng gió, mà ta không trân trọng những điều đó. Giờ thì em ơi, ta đã mất nhau rồi. Giờ thì em ơi, hai ta phải chia đôi. Mỗi người một nơi, chia tay như hai phương trời. Tìm hạnh phúc mới. Giờ thì em ơi, ta đã mất nhau rồi. Giờ thì em ơi, hai ta phải chia đôi. Mỗi người một nơi, chia tay cái phương trời. Tìm duyên mới.
chia tay thôi. Không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi, và chia tay thôi. Và đó chính là Thanh Nam với sự hóa thân thành Tuấn Hưng. Khi mà Thanh Nam hát ở trên này thì phía dưới ban giám khảo tỏ vẻ rất là thích thú và bàn tán rất là xôn xao. Liệu rằng bây giờ cảm nhận của họ như thế nào về bạn đây? Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Bạn không những giống giọng mà bạn giống luôn tinh thần, thái độ, con người, biểu cảm. Phần trình diễn của bạn làm tôi rất là ấn tượng luôn á. Chỉ có cái là cái câu chuyện của bạn hiện nay là đó là sự tiết chế. Hồi nãy em cậu Cẩm Ly với lại Minh Tuyết có qua hỏi tôi một câu, định đặt cho hỏi bạn là khi bạn hát bạn có nhai mía không? Có nhai gì mía không? Mong người chơi ta cho sự trí nhận. Mà tôi sợ cho cái ông âm thanh, sợ nó nhai luôn cái mì. Rồi một lát thí sinh sao không có cái để hát. Tôi thường muốn chết. Chị Minh Tuyết, sao chị cười rung rinh vậy chị? Bà nhai theo bà mỏi miệng quá mà. Trấn Thành nói đúng, bạn có cái chất giọng giống anh Tuấn Hưng rồi. Chỉ rằng là bạn bớt lại tí, với lại về nhìn gương hát chút xíu. Tại vì nhiều khi mình là ca sĩ mà mình hát cái khẩu hình của mình á cũng phải đẹp tí xíu. Tuấn Hưng hát có cái nhựa nhựa, có cái nghiến nghiến, nhưng mà bạn làm nhiều quá, nhiều khi nuốt luôn cả cái chữ không nghe luôn á, nó bị hơi quá. Bạn về bạn nghiên cứu cái đó và bạn bớt lại chút xíu giùm Tuyết. Nhưng mà bạn hát rất là tốt, chúc mừng bạn tiết mục vừa rồi. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. À, thật sự phải nói là những bạn thí sinh của chúng ta khi đến với chương trình này thì họ mới có cơ hội được trở thành thần tượng của họ thông qua giọng hát và phong cách trình diễn. Cho nên là đôi khi tới đây mình mới biết là mình nên phải tiết chế điều gì, đúng không anh? Đây là vòng đầu tiên thôi, anh cứ thoải mái nhé. Người ta phải lấy thêm kinh nghiệm để người ta đi vào vòng trong nữa chính mà. Chính xác. Dạ, và với phần trình diễn vừa rồi, một tràng hô tay chúc mừng cho Thanh Nam. Xin chúc mừng. Cô nàng ngồi bên tôi, đời là khúc nhạc, đời
dòng chan mong manh, một dòng nông ý bia, một dòng sâu mấy kia, một dòng trời sao sương, một dòng tình thương mến, một dòng con quyến luyến, một dòng nhớ quay về miền đời lũ Việt Nam. Vũ đoàn Hướng Tây cho Nhã Thanh. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt ạ. Bạn thấy không, bạn hát xong mà giám khảo Trấn Thành vẫn ngân nga. Dạ xin được mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thực ra thì tôi rất là thích những cái dòng nhạc giao hưởng như thế này. Thế nhưng nói về kỹ thuật thanh nhạc hay là để trình bày thì bạn thật sự là rất là giỏi. Tôi không có bàn về cái chuyện đó. Và cả về cái thần thái, thật sự nha, bạn diễn hôm nay rất là có thần thái của cô Thái Thanh. Cái bài này là bài cô thời trẻ nè, cái thời mà cô hát tình ca của Phạm Duy đấy. Lúc mà cô còn trẻ cô để tóc như vậy đúng luôn. Và thái độ bạn hát rất là có cô ở trong đó. Thế nhưng đó là thái độ bên ngoài, chứ cái giọng hát thì chưa có ra màu cô lắm. Là bởi vì vẫn cảm nhận là một ca sĩ thính phòng, hát nhạc thính phòng nhiều hơn là Thái Thanh hát dòng sông xanh. Cái này nó khó diễn đạt lắm. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng là nếu mà ai mà dân mộ điệu cô Thái Thanh mà yêu thương cô sẽ hiểu điều này. Và cô nói chuyện nhiều hơn, cô nhõng nhẽo nhiều hơn, cô có thái độ trong từng câu hát, từng cái cách nhấn chữ của cô thì nó hơi không có rõ lắm. Nó vẫn là bị học thuật. Chấm điểm thì nó khoảng là 8/10, 8, 8.5/10. Trong lúc Thành nói thì Tuyết cố tình nghe lại cái bài của cô Thái Thanh hồi thời còn trẻ, thì rất là hiểu ý của Thành nói. Có nghĩa là cô Thái Thanh tuy rằng cổ hát cái giọng ốc nhưng nó vẫn có cái giọng thật của cổ trong đó. Còn bạn á, tại vì bạn có học thuật và bạn học opera nên bạn hát á, cái phần giọng ốc của bạn nhiều hơn, bạn dùng kỹ thuật nhiều hơn. Thứ nhất, thứ hai, cô Thái Thanh cổ hát nhẹ hơn một tí. À, cái sự năng động của cổ, cái sự nhí nhảnh của cổ, tuy nó nhí nhảnh, tuy nó năng động nhưng nó vẫn có một cái gì đó rất là đầm thắm ở trong đó. Mình thấy bạn có phần giống như là nhấn mạnh nhiều quá. Ví dụ như là bạn hát dòng, bà đóng cái chữ dòng nhiều hơn thì cô Thái Thanh lại một song song song. Đúng rồi, cô hát Tuyết, Tuyết, Tuyết làm rất là đúng luôn. Song song đó, mà nó ngưng như nhẹ mà nó cưng lắm. Một song song, bây giờ cô hát là một song song mênh mà, rồi cô hát nó có một cái sự trau chuốt ở trong đó, vẫn có cái giọng ốc và vẫn có cái giọng thật của cổ trong đó, nó nhẹ nhàng hơn một tí. Nhưng mà không có nghĩa là bạn hát dở. Bạn hát rất là tốt trong cái bài hát này, nhưng mà ý Thành đang muốn nói cái độ chính xác giữa về cái thái độ, cái và thái tinh độ thần, cái tinh thần và cái hồn của Thái Thanh thì nó còn thiếu trong cái bài hát này. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. Còn anh Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Chúng ta cũng phải biết là vì Nhã Thanh đó là một cái thí sinh cũng khá là đặc biệt, vì cô cũng đã có một cái giải thưởng quốc tế về dòng nhạc thính phòng opera nữa. Cho nên cổ cũng là dân thứ dữ, cho nên là cái bài dòng sông xanh này không có làm khó cổ về mặt biểu diễn. Đặc biệt là lúc nghe những cái đoạn phiêu như là chim họa mi hót á, thì nghe rất là sướng. Từ tuần trước bài ca sao cho đến bây giờ là dòng sông xanh thì thấy em giống như em cũng được giải tỏa. Em rất là thoải mái. Anh cảm nhận được Nhã Thanh xác định được là mình cứ là mình cứ hát và cứ với đam mê thì được tới đâu thì hay tới đó. Mình không có phải áp lực nhiều. Thì anh thấy Nhã Thanh có cái sự chuyển biến đó, cho nên em hát anh nghĩ là thoải mái. Nhưng mà dĩ nhiên là các giám khảo khác đã phân tích là để làm sao cho giống thần tượng thì nó là một cái vấn đề khác, nó đòi hỏi cái sự đào sâu hơn. Cảm ơn bạn đã hoàn thành xong bài hát của mình. Không biết ngay bây giờ thì chị Minh Tuyết, người rất là thân quen cùng với ca sĩ Như Quỳnh, đang cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời chị. Giọng hát của em giống chị Như Quỳnh bây giờ quá.
đương nhiên là không thể nào là 100% được, nhưng mà giống rất là nhiều. Cái ngân, cái luyến lấy của em lâu lâu hơi bị ngút cái hơi đuôi một tí, nhưng hình ảnh của em á thì lại giống chị Như ngày xưa, nên nó làm cho chị có nhiều cảm xúc xáo trộn. Chị nghĩ nếu chị Như nhìn thấy em hát bài hát này chắc chị Như vui và hạnh phúc lắm. Xin em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. Cái bàn tay của em, cái hình thái của em và cái câu cuối của em khi em ao, em chỉ có một cái động tác mà tụi chị hay chọc chị á, even chỉ chụp hình cũng vậy nữa. Lúc nào cũng vậy đó. Chị rất từ từ, tay chị lúc nào cũng vậy. Em làm y chang cái điều đó. Cảm ơn em rất nhiều. Mùa 1 chúng ta cũng có thí sinh hóa thân thành ca sĩ Như Quỳnh. Nhưng mà mùa này với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Hiền thì anh nghĩ đây là một cái phiên bản khá là hoàn hảo. Và một nhan sắc thế kia trong một cái tà áo dài vô cùng đẹp và duyên dáng, cộng với một cái chất giọng vô cùng ngọt ngào nữa. Em hát cái bài này bằng cả cái tâm hồn và giống như mình đang là Như Quỳnh vậy đó. Cái điều đó nó càng mang đến cái sự xúc động nhiều hơn. Và đúng là từng câu em hát á, câu nào ra câu đó, bản thân anh nghe là anh nuốt trọn từng lời. Bởi vì là em, cái gì nó phát đi từ trái tim thì nó sẽ đến với trái tim. Thì như vậy là nó đã quá đủ để mà hóa thân thành một cái thần tượng mà rất là nhiều người yêu mến. Thì anh nghĩ là chắc là Trấn Thành cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái phần hát hơn nữa. Bởi vì là idol của Trấn Thành cho nên Trấn Thành sẽ hiểu rõ như thế nào để mà nó có thể tạo nên sự xúc động dân trào như vậy. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thật sự như thế này là tại vì Thành rất là yêu tiếng hát của chị Như Quỳnh. Mà không phải chỉ là tiếng hát thôi, mà cả con người của chị nữa. Khi mình tiếp xúc với chị ở ngoài đời rất là yêu thương chị. Một người rất là đàng hoàng, tử tế, nhẹ nhàng. Có những cái người thần tượng thì đơn giản chỉ là thần tượng nghe và yêu thích giọng hát. Nhưng có những thần tượng giống như là một cái icon, mình gọi là một biểu tượng cho một thế hệ nào đó. Và chị Như Quỳnh là một trong những cái biểu tượng. Nhưng mà chúng ta phải thấy rõ cái điều này, mình nói rất là công tâm, là dĩ nhiên thời gian nó không chừa một ai cả. Dĩ nhiên là chị Quỳnh trong những năm gần đây, có thể là vì những cái chuyện về cuộc sống của chị cũng gặp nhiều cái điều kiện không thuận lợi cho sức khỏe, nên cái giọng của chị cũng có thể nó không tốt được như chị Như Quỳnh đã từng. Và nó mới có cái cách hát mà chậm như bây giờ, như cái vừa rồi bạn thể hiện, không có smooth như hồi trước. Nhưng mà vẫn là Như Quỳnh và tôi vẫn yêu. Có những người mà tới mức độ mà tôi không biết với mọi người khán giả như thế nào, nhưng với Trấn Thành thì Như Quỳnh có hát như thế nào thì vẫn là Như Quỳnh, vẫn yêu Như Quỳnh, mãi mãi là Như Quỳnh. Cảm ơn phần chia sẻ của ban giám khảo và cảm ơn bạn rất nhiều. Và mong rằng bạn sẽ cố gắng hơn nữa trong vòng sau, chinh phục khán giả cũng như chinh phục ban giám khảo. Cảm ơn. La 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 la. Em đã là người ta. Và đó chính là Quang Hùng. Có vẻ như là đúng như lời ban giám khảo hồi nãy nói, cái bài đầu tiên không phải là lợi thế của anh ấy. Và lần này Quang Hùng đã hóa thân thành Phan Mạnh Quỳnh như thế nào? Xin mời ý kiến của Trấn Thành anh nha. Để nói về Phan Mạnh Quỳnh, thưa quý vị, về cá nhân tôi thì tôi cũng rất thích Phan Mạnh Quỳnh. Riêng cả cá tính, cách sống của bạn ấy, tư duy và cả âm nhạc của bạn ấy, sống rất nội tâm và cái đầu bạn cực kỳ thông minh, tình cảm và nghĩ ra những cái đề tài rất là hay. Và nghe cái bài nhạc đó, người ta biết ngay là bài nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Ngay cả khi tôi nghe cái album của chị Mỹ Tâm Vol 9, tôi nghe tôi cũng biết bài nào của Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho chị Mỹ Tâm. Tôi nói bài này hình như Phan Mạnh Quỳnh sáng tác. Và tôi dở ra tôi coi, đúng thiệt. Như vậy có nghĩa là người ta, cái cá tính người ta mạnh đến mức độ là người ta làm cái gì nó rõ ràng cái đó. Bạn hát cái bài này á, cơ bản là giống, nhưng mà để nói sâu hơn một tí không giống chỗ nào. Thì cái đầu tiên là cái giọng bạn bị bẹt hơn Quỳnh. Quỳnh hát nhừa nhựa, tôi gọi trong cái bài này là hát theo phong cách Túy Quyền, hơi xịn xịn chút xíu. Bạn đang hát bị tỉnh táo quá.
Cái thứ hai là mặc dù Quỳnh nó ngắt chữ rất là chắc nhịp, Quỳnh là nó hát cái bài nào của nó cũng có nhịp hết trơn á, mà nhịp nó chắc lắm, nó ngắt ra không mà không bao giờ nó kéo dài. Là bạn là nốt đơn, còn Quỳnh là nốt đơn nhưng sau đó rung nhẹ một cái rồi dừng. Bạn hiểu không? Đó, cái đó rất là quan trọng. Chúc bạn đi xa hơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh cũng đã từng có cơ hội để làm việc với Quỳnh khi mà anh là tổng đạo diễn của lễ trao giải âm nhạc cống hiến do Báo Thể Thao Văn Hóa tổ chức. Em là nỗi đau nhưng em dịu, ta là nắng chiều sắp thành bóng đêm sang còn người trông theo. Lúc mà làm việc với Quỳnh thì Quỳnh rất là chăm chú và anh chàng này rất là hiền, hiền khô luôn và rất là chăm chú đến rồi ngồi đợi để chạy chương trình. Và đặc biệt là trong những cái sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh á, anh thấy là trong đó nó có những cái triết lý nó rất là sâu sắc. Lúc thì lại đơn giản dễ hiểu nhưng mà lúc nó thể hiện một cái điều gì đó rất là ma mị. À, em nghĩ vậy nè anh Nam. Thật ra Quỳnh nó rất là thông minh ở chỗ là nó mượn cái lời văn dễ hiểu nhất để diễn tả một cái tư duy rất là sâu. Và anh để ý nha anh Nam, Quỳnh là một trong những nhạc sĩ trẻ mà hiện nay sử dụng câu từ rất tốt. Câu A nó nối với câu B mà anh để cái vần nào cũng vần á, đám cưới như nó mờ xa, và không bao giờ cưỡng âm. Có nghĩa là cái dấu thanh lúc nào cũng đúng với cái nốt đó, không bao giờ cưỡng âm, là dấu quyền hát thành dấu sách, ví dụ vậy. Không bao giờ có cưỡng âm. Biết tại sao không? Vì người nhạc sĩ mà họ biết hát thật sự giống như ca sĩ thì họ ít khi nào bị sai cái vấn đề đó lắm. Còn có nhiều nhạc sĩ họ không biết hát, họ chỉ thích cái nốt đó và họ đặt để nó đúng vào rồi. Đó cho nên có nhiều cái nốt tận, ví dụ như chữ luyến chẳng hạn, hay là cái thành chữ luyên, cho nên vì họ không biết hát cho nên họ không biết là cái nốt đó người ca sĩ sẽ phải luyến như thế nào, cho nên cái điều đó là cái điều những người nào mà là ca sĩ và làm nhạc sĩ thì họ ít khi bị những cái lỗi như vậy. Và anh nghĩ rằng là hôm nay em đã thể hiện cái bài này thì em cũng phải hiểu một chút tính cách của Phan Mạnh Quỳnh nữa, một người rất là hiền và sống nội tâm như anh Thành nói, có một cái điều gì đó nó rất ma mị và triết lý. Anh nghĩ là em thể hiện những điều đó trong những cái bài hát của Phan Mạnh Quỳnh thì em sẽ hòa nhập hơn. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chị Tư Cẩm Ly, chị ngồi ghi chép cái gì quá trời vậy? Thật sự ra là em tự tin lên, em thoải mái lên, chị thấy khán giả vỗ tay muốn chết luôn. Mà em rụt rè mắt em tìm gì dưới, em đâu có thả thính người ta đâu, người ta thả thính ngược lại em sợ gì. Mà đẹp trai, đâu có bụng bự như tôi mà sợ. Quỳnh hát dù có cao cách nào giống như cũng không nghe cao nha. Kiểu giống hả? Cái cách hát của anh giống như xỉn rượu, anh cứ nhựa nhưng mà nó mềm mại lắm em. Làm vợ người ta. Nhận xét xong là bán khảo xỉn hết luôn nha mọi người ơi. Mai mốt mà đi hát bài này là phải nhờ. Say đó là say tình, đó là say cái bài hát của bạn. Đó, một tràng pháo tay nữa cho Quang Hùng. Chúc mừng bạn. Tình yêu như nắng đưa em về bên dòng sông, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát hiu tình tôi. Người vui bên đây, xót xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiết nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi,
diện một góc trời. Người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mưa say, bờ môi ước mi cay nay còn đâu. Theo cánh chim bay là chia cách đôi đời, là hạnh phúc dạ rời. Người ơi, một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá, gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau. Lớn cho bạn Tuấn Nguyễn. Các vị giám khảo của chúng ta đang ghi chép. Xin mời chị Minh Tuyết ạ. Mấy câu đầu vô thì nó còn có chút xíu âm sắc của anh Tuấn Ngọc, nhưng mà khi bạn hát càng về sau, nhất là phần lên tông thì là không còn là Tuấn Ngọc nữa, bắt đầu nó thành Quang Dũng. Anh Tuấn Ngọc á, thứ nhất là nhịp của anh không có đều, lời nhiều lắm. Thứ hai, anh Tuấn Ngọc anh có ngân, nhưng mà anh không bao giờ anh ngân trong cái chữ hát của anh hết. Chính xác. Anh ngân cái đuôi sau, còn bạn là bạn ngân trong cái chữ hát luôn. Giọng anh Tuấn Ngọc nghe ồ như vậy, nhưng mà rất nhiều người nói là ảnh hát bị opera, và không phải. Anh Tuấn Ngọc ảnh vẫn hát rất là bình thường, chỉ vì trời sinh ra cái giọng người ta đặc sệt như vậy và nó nghe nó gồ ghề như vậy thôi. Ví dụ anh hát mà từ là Ma Đa, làm thanh vẫn là vang ra. Anh phải để ý cái điều đó, tại vì nãy giờ anh bị opera nhiều lắm. Là tại vì anh ngân trong câu á. Dạ vâng. Và khi anh Tuấn Ngọc ảnh lên sân khấu á, đúng, đôi lúc ảnh đi lẩn thẩn, đi ngang, đi qua, đi lại, cái chân ảnh bung lên, nhưng không có vẻ là kiểu mà tung tăng, mà nó vẫn có một cái gì đó nó rất là gentleman, trang trọng. Cái phong thái của ảnh và cái mặt khi anh hát á. Vợt bên ấy, có nghe bên này. Nhìn qua bên ấy, ngó qua bên này là phải nghĩ. Rồi không nhìn thấy ai. Có nghĩa là cái cách ảnh hát như là cuộc sống này chẳng có gì để phải lo toan. Đúng, giờ làm sao? Các bạn muốn sao? Không có gì phải lo toan cả. Anh hát á, lâu lâu anh hay trụ một chân. Đúng, đúng rồi, cứ có mắt lùm lùm nhìn. Trụ chân, mỉm cười, đa số là trụ chân phải. Mỉm cười bên. Và tay thì để ngang eo, hơi rung rung nhẹ nhẹ này. Đẩy lâu lâu, đẩy ra. Đây, mình xem giám khảo Trấn Thành ra tay này nè, đây. Thôi nhưng mà Thành làm giống á. Dạ. Chỉ là hơi lố tí. Với lại môi phải chúm chím cơ. Nữa lại cái môi. Không thật mà, anh Tuấn Ngọc anh hát cái môi. Người vui bên ấy xót xa nơi này. Bạn bị vấn đề rất lớn ở chỗ phát âm. Tất cả những chữ có vần o ngờ ong o cờ ốc. Bây giờ bạn hát lại câu ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ. Đây, hai chỗ này thấy không? Ngàn sao lấp lánh. Lấp lánh. Mà không có lánh. Mà là lánh. Rồi hát câu mong chờ thử nào. Hát câu mong chờ. Bạn thấy không? Hát câu mong. Mà hát mình phải là của anh Dũng rồi. Hát câu mong. Không có một cái hơi nào trong miệng hết. Hát câu mong chờ em. Đó. Thường thường nói cái đuôi của cái câu này ra chữ qua mới. Cái chữ đầu của cái câu kia.
Với lại một cái chữ nữa là tại vì anh Tuấn Ngọc không bao giờ hát nốt này, mà thấy là đa số các bạn trẻ hiện nay vẫn hát nốt này là gọi tên em mãi trong cơn mê này, là không phải nốt đó mà là gọi tên em mãi trong cơn mê này. Bạn để ý những cái điều đó rất là quan trọng. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn các vị giám khảo chúng ta và mong là anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Hoàng Nam có một người chị gái, chị luôn yêu thương và khích lệ Hoàng Nam rất nhiều trên con đường ca hát và trong cuộc sống. Và Hoàng Nam đến với chương trình ngày hôm nay cũng chính nhờ sự cổ vũ động viên của chị. Và chị nói với Hoàng Nam là Nam ơi, chị muốn được nhìn thấy em trên sóng truyền hình. Nhưng rồi trước khi Hoàng Nam hát ca khúc Bạn Tôi, Hoàng Nam nhận được tin là chị của Nam đột ngột qua đời. Chị ra đi mà chưa được kịp nhìn thấy em trai hát ở trên sân khấu này. Nhưng mà em tin rằng ở một nơi rất xa kia, chị vẫn đang dõi theo em. Và chị ơi, em sẽ cố gắng đeo đuổi ước mơ của mình như điều chị mong muốn, và em sẽ cố gắng để chị được luôn hãnh diện về em. Và bài hát này là bài hát chị Hoàng Nam rất yêu thích, xin chia sẻ cùng toàn thể quý vị, ca dao Em và Tôi của An Thuyên. Hoàng Nam. Ngay bây giờ sẽ là số điểm của ban nhạc dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Xin mời 1, 2, 3 xoay lại. Wow. Tổng số điểm của Nguyễn Hoàng Nam là 82 điểm.
anh đang đứng ở vị trí thứ hai. Xin mời những chia sẻ của anh Chánh Thảo ạ. Cái phần giới thiệu của em á thì rất là cảm xúc. Hôm nay em hát bài này rất tròn trịa, hát theo cái cách để gửi tặng cho người chị của mình. Em đã tạo được cái cảm xúc, cái cảm động trong chính anh. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Chánh Thảo rất nhiều. Chúng ta cũng thấy là anh Chánh Thảo cũng đang rất là xúc động ạ. Khanh xin hỏi ca sĩ Hoàng Bách. Bách hoàn toàn đồng cảm với Nam và anh Chánh Thảo. Bách cho điểm 10 không phải bởi vì đây là một phần trình diễn hoàn hảo, mà đối với Bách đây là một phần trình diễn tốt nhất của Nam, cảm xúc nhất của Nam từ đầu cho đến giờ này. Nam đang hát cho những người mà Nam cho là thân thương nhất, thì nó chạm đến trái tim của Bách. Trong ngày hôm nay Bách tặng Nam 10 điểm. Cảm ơn Bách. Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Ngay bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Tuy rằng chất giọng của Nam ngày hôm nay nó không có bằng trong những cái vòng trước, nhưng mà phải nói là bạn đã làm cho tôi xúc động. Tôi vẫn hy vọng rằng chị của bạn sẽ thấy bạn và sẽ nhìn thấy tất cả những nỗ lực của bạn trong cuộc thi. Tôi tin rằng chị của bạn sẽ rất hãnh diện về bạn. Xin chúc mừng Nam nhé. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo đã dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Anh Nam ơi, bây giờ coi như mình đã vừa hoàn thành ca khúc đầu tiên rồi. Bây giờ Khanh xin mời ban nhạc sẽ dành đề bài cho anh Nguyễn Hoàng Nam. Một ca khúc cũng rất là nhiều cái tình cảm và cũng khá quen thuộc là Chuyện Hẹn Hò, sáng tác của Trần Thiện Thanh. Một sáng tác của Trần Thiện Thanh, Chuyện Hẹn Hò sẽ là ca khúc thứ hai của Nguyễn Hoàng Nam. Quý vị vỗ tay thật lớn cho Nguyễn Hoàng Nam. Lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Nguyễn Hoàng Nam. Quý vị. Em như con gió thu bay bay đưa anh đi tìm vương thơ qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ mơ ôm em trong thay đêm mưa thì thầm cho bao tố về làm chiếm bao mơ. Thank you.
sự thăng hoa trong âm nhạc. Thưa quý vị, Tuấn Nghĩa. Hay quá. Quá tuyệt vời. Một cái màn kết rất là đẹp. Và Tuấn Nghĩa ơi, bạn có tự tin với phần dự thi vừa rồi không? Mình tự tin với phần trình diễn vừa rồi. Khánh cảm nhận được điều đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả của Tuấn Nghĩa là như thế nào. 1, 2, 3, xoay lại. Còn gì để nói nữa đúng không ạ? Bây giờ mình hỏi chị Hải Phượng. Hải Phượng rất là cảm thấy rất là vui khi mà bạn đã có mặt trong chương trình này. Cái bài mashup của bạn hôm nay á, thực sự là làm tất cả chúng tôi cảm động. Bạn có một kỹ thuật rất điêu luyện. Và tôi nghĩ rằng là tập 1 đã như thế này thì hy vọng những vòng sau nữa bạn sẽ làm những cái mà để chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Anh Hoàng Bách, anh có chia sẻ gì không ạ? Một giọng hát đẹp cất lên đã đi thẳng vào trái tim anh rồi. Thực sự mà nói là thấy yêu đời, thấy hạnh phúc. Anh bị trượt ngã vào cái giọng hát này. Và đặc biệt đây là hai cái bài của một người anh, một người thần tượng của anh. Em cảm ơn anh, người đã tạo ra hai bài hát tuyệt vời này. Anh Đức Huy. Em cảm ơn anh Hoàng Bách rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách. Em xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta nghe chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tuấn Nghĩa. Phải nói là bạn đã chinh phục được tôi. Bởi vì cái cách bạn phối hợp cả hai bài nó rất là đặc biệt. Tôi thực sự tôi bàng hoàng và tôi cảm thấy quá sung sướng. Cái chất giọng của bạn tuyệt vời quá. Đến nỗi mà Hoàng Bách phải cầm cái kèn mà vừa vỗ tay như thế này là tôi đã thấy là thôi rồi, bạn đã không còn gì để mà tôi phải nói, phải khen được nữa. Cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh ạ. Anh biết chắc chắn là anh Đức Huy sẽ thích lắm. Tại vì cái nhạc của anh đó là mình hát mình không có được hát mạnh, mà em hát cái giọng nhẹ nhàng vậy là anh nhìn cái câu đầu là anh nhìn anh liếc liếc thấy ông là thấy ông gì rồi. À, hôm nay khó lắm. Thôi giờ cái chuyện còn lại để cho anh Đức Huy anh phê bình đi. Anh rất là thích em. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ. Xin cảm ơn em đã hát hai cái bài này. Tôi có thể cảm nhận được cái năng lượng tích cực của em. Ngay từ lúc mà em hát, tôi biết là ông trời ông cho chúng ta mỗi người một cái món quà tặng đặc biệt. Nhưng mà hình như là ông cho em hơi nhiều cái đúng món vậy, quà đó quá nhiều. Đặc biệt. Và đó là rất vâng, nhiều. Vâng. Và cái giọng hát của em nó cái nó cao nhưng mà nó không có phải như là cái cao trào mà bây giờ người ta hay đua theo để hát theo một cái giọng gió, giọng mái không. Em hát như là em đang nói chuyện và tôi cũng mong rằng cái con đường nghệ thuật tương lai của em nó cũng sẽ tốt và đẹp như là cái giọng hát và cái phong cách của em. Dạ, em cảm ơn anh Đức Huy rất nhiều ạ. Và bây giờ, một chậu tay lớn hơn nữa dành cho Tuấn Nghĩa. Chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc. Sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Những nỗi đau không phải nhiều, có bao giờ trong mơ vội vàng
là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm, như em từng mơ em từng khóc vì anh. Có đôi lần tội phạm mạnh mẽ mà sao trái tim em đau thế này. Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh. Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc. Chúng ta vừa đến với một sáng tác của Phúc Trường, Để Cho Em Khóc. Xin chào em, có ai làm em khóc chưa? Chắc là chưa phải không? Bạn nào cũng thấy cười tôi quá trời. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc dành cho Dương Huệ bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3. Và tổng số điểm của Dương Huệ là 69 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Xin mời nhận xét của anh Trung Sinh. Trước tiên thì anh không có cảm thấy được đúng với cái tinh thần của bài hát này. Cái phần thứ hai á, là từ bắt đầu phần A2 á, em có thể là em đang bị tâm lý hay sao á. Cái cột hơi á, của em á, nó bị ảnh hưởng tới cái cao độ. Dạ, cảm ơn Trung Sinh rất nhiều ạ. Thế còn Hoàng Thắng thì sao? Thì phần thi của em á, thứ nhất khi mà em hát những cái đoạn như là một piano thì vấn đề nhịp của em nó không có vững vàng. Rồi cái thứ hai nữa là cái cuối phiêu chi vậy. Cái nào không chắc thì cái đó đừng có làm, phải không? Và lại cái đó nó cũng không có cộng điểm cho mình, mà nó có thể là vô tình nó sẽ hại mình. Thì cho nên là anh dành điểm 7 cho em. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Thắng ạ. Chúng tôi muốn nghe chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Ngày hôm nay thì đúng rằng là anh nghĩ rằng là cái khó của em khi mà hát thay đổi cái dòng nhạc, nhưng mà nó lại không có quá khác cái cảm xúc so với lại dòng bolero hay hát. Là nó cũng có rất nhiều những cái lời lẽ buồn, cho nên đâu đó thì em thả cảm xúc, em trở về với cái thói quen của mình, thì làm cho các anh em nhạc công cảm thấy là nó có gì đó nó lạ, em hát nó không hợp, ví dụ như vậy. Dù sao thì mình dám thử nghiệm, nó vẫn là một cái điều là đáng quý rồi. Và hy vọng rằng là sẽ còn những cơ hội tiếp theo. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà và cảm ơn các thành viên của ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Dương Huệ ơi, bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ban giám khảo nhé. Từ anh thì anh thấy em hát, tuy là không phải là dòng nhạc của em, nhưng đối với anh thì em hát nó tương đối nó ổn đó, chứ không có nổi đâu, em yên tâm. Anh thích mà, nghe. Bây giờ nghe anh Quyên nói gì nè. Thì trước hết là cảm ơn em một cái màn trình diễn có nhiều cảm xúc, có nhiều nước nở, có một vài chỗ nó hơi nhiều. Và cho dù là cái tựa đề bài hát là Để Cho Em Khóc, nhưng mà tôi nghĩ là một người ca sĩ đừng nên để cái tựa đề bài hát nó đánh lừa mình. Hãy để cái việc khóc cho người nghe và đừng đắm mình trong cái đau khổ đó, thì có lẽ là bài hát nó sẽ bay cao hơn. Xin cảm ơn em nhiều. Đó là những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Dương Huệ. Và lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Dương Huệ trong phần thi thử thách. Chúc mừng bạn vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Đây là lần đầu tiên mà em hát dòng nhạc này ở trên một sân khấu rất là lớn. Em nghĩ rằng là mình vẫn cần phải cố gắng rất là nhiều. Hy vọng rằng là em sẽ nhận được một điểm 10 từ phía ban giám khảo để cứu vớt cho cái phần điểm của mình. Em đừng có dối ra lời ước hẹn, cho tim anh xôi heo xót xa vì yêu. Anh sẽ đi, đừng níu kéo chi tình hướng. Ta chia tay, tình đã không như là mơ. Hãy cố quên lời hứa lọc lừa, hãy cố quên sâu đậm.
nhắm mắt quên hình bóng nhạt nhòa, tiếc nuối chỉ một giấc mộng buồn thì cũng đớn đau quá rồi. Hãy cố quên lời nói ngọt ngào, hãy cố quên lời hứa lọc lừa, hãy cố quên sâu đắm tình đời, tình ấy đớn đau ngàn lời gian dối. Trách móc chi tình phũ phàng, nhắm mắt quên hình bóng nhạt nhòa, tiếc nuối chỉ một giấc mộng buồn thì cũng đớn đau quá rồi. Đừng khóc đớn đau quá rồi, đừng khóc đớn đau quá rồi, đừng khóc đớn đau quá rồi. Một hình ảnh rất là mới, từ đầu tới giờ mới thấy bạn hát nhạc sung đấy. Dạ. Đây là lần đầu tiên em thử thách mình trên một sân khấu như thế này ạ. Bây giờ để coi coi cái sự thử thách mình của bạn sẽ nhận được bao nhiêu điểm của ban nhạc nha. 1, 2, 3, xin mời xoay lại. Và tổng số điểm của Đào Ngọc Sang là 83 điểm. Thứ hạng hiện tại của Đào Ngọc Sang, bạn đang đứng ở vị trí thứ 2. Bây giờ xin mời anh Đăng Khoa hãy cho nhận xét về Đào Ngọc Sang. Sang hát bài này đối với anh là chuẩn về groove của bài, mọi thứ rồi độ cao. Nói chung là đối với anh đây là một phần trình diễn tròn, tốt, cho điểm rất là cao đó. Em cảm ơn Đăng Khoa ạ. Chúc mừng Sang có một cái phần biểu diễn rất là tốt. Nhưng mà anh thì vẫn thích Sang trình bày những cái ca khúc ballad hơn là cái ca khúc này. Nhưng mà vì em cố gắng thử thách mình nên anh cho em 9 điểm. Em cảm ơn anh nhiều. Đó là nhận xét của anh Khôi ạ. Anh ngược lại với Khôi là anh nghĩ Sang hợp với cái loại này. Hát cái kiểu phân kỳ nên nó không có đơn giản. Và thực sự là em hoàn toàn em chắc, rất chắc với cái nhịp và em chơi được với cái nhịp. Cái cách hát của em bỏ nhỏ có, em hát căng có và em hát một cách như thì thầm có. Thực sự là em sống với bài hát này, em làm anh bất ngờ. Các bạn khác nhảy qua các cái vòng khác nhau, các bạn còn loay hoay, nhưng em là em bắt một phát là em vào được ngay. Cái phải nói lại một lần nữa là hát cái phân kỳ này nó không đơn giản một tí nào, mình phải chơi được với ban nhạc. Thì hôm nay đối với anh là em chơi được với ban nhạc. Đồng ý. Quá tuyệt vời, còn gì để nói đúng không ạ? Thế còn cặp đôi Quang Trung Thanh Thảo thì sao ạ? 2 số 10 rất đẹp. Anh rất là thích cái phần biểu diễn của em. Mấy con số mà điểm mà anh tặng cho em như vậy là em biết là anh muốn nói gì với em rồi ha. Trời ơi, cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Em phải nói là cũng quá tuyệt vời đó. Chị phải nói là em rất là đa dạng và em rất là xuất sắc. Xin chúc mừng em một lần nữa. Trang phục đơn giản, dễ thương, mặt sáng sủa, xử lý bài hát rất thông minh. Và một tràng pháo tay cho ban nhạc quyền năng, đặc biệt là ông Ninh Bass. Rất hay. Cảm ơn em. Cảm ơn những chia sẻ cũng như là những lời nhận xét của ban giám khảo dành cho Đào Ngọc Sang. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp lại 4 thí sinh trong nhóm thi đầu tiên đến với trò chơi thử thách. Tuy là bây giờ là Sang rất là mệt nhưng mà Sang cũng rất là háo hức về cái phần thử thách lần này. Bởi vì nghe nói là phần thử thách này ghê lắm. Cho nên là mọi người hãy đón chờ nhá. Bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuồn tim cuộn xi nồng cháy. Nhớ nhé em đêm nay, mình vai kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin rào rạt ngày mai. Nhìn vân trắng phía treo lẳng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn trời vơi người yêu hơn. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng trong ngất ngây. Say tuyệt vời, oh, 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 khúc ca đồng say tuyệt vời, oh, oh, oh.
đó là Huỳnh Ngọc Hậu. Quá bất ngờ, một sự lột xác. Bây giờ để xem số điểm của Huỳnh Ngọc Hậu như thế nào nha. 1, 2, 3, xoay lại. Xin mời. Và tổng số điểm của Huỳnh Ngọc Hậu là 78 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Khanh rất muốn nghe ý kiến của các thành viên ban nhạc. Chị Hải Phượng, tại sao chị lại cho điểm 8 à? Khi mà Hậu bước ra thì rõ ràng là không phải một mình Phượng đâu, mà tất cả, cả giám khảo lẫn các khán giả cũng bất ngờ. Bạn đã có một cái sự thay đổi một cách ngoạn mục, và đó là cái mà chúng tôi rất là cần. Thế nhưng mà cái lỗi lớn nhất của bạn là bạn đã vô quá sớm. Có thể nói là đi hát thì đương nhiên là ai cũng có lỗi, nhưng mà trong một cuộc thi thì chỉ cần một cái lỗi rất nhỏ cũng có thể làm cho cái điểm của mình nó hơi thay đổi. Tuy nhiên là bạn cũng mang đến một cái không khí rất là sôi động, và Phượng hy vọng rằng là bạn sẽ có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm để có thể bước vào vòng trong. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Không biết anh Khôi thì sao ạ? Chúc mừng Hậu, anh thấy em trình bày tiết mục này rất là tốt. Nhưng mà anh nghĩ là cái phần biểu diễn của em, anh nghĩ là cái giọng hát em nên xử lý bài này cho nó quái thêm tí nữa thì hay. Nó hơi hiền. Cảm ơn anh Khôi ạ. Anh xin hỏi thêm một người nữa của ban nhạc, đó chính là anh Nguyễn Hà. Trước đây em chưa có từng gặp nhiều cái thử thách, chưa có từng gặp những yêu cầu thay đổi. Nhưng mà trong quá trình làm việc với ban nhạc Quyền Năng mấy tuần nay, thì khi em gặp được những yêu cầu thì anh đánh giá em là người thích ứng theo những yêu cầu rất là nhanh, nên phát huy. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà, và một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Huỳnh Ngọc Hậu thân mến, bây giờ sẽ là những nhận xét của ban giám khảo dành cho mình. Phải nói là cô đó, là cô phải thấy là Ngọc Hậu lột xác hoàn toàn đó. Rất là bất ngờ, con đã thể hiện được gần như là tương đối, và con cố gắng hát hết mình hơn nữa, bốc cháy hơn nữa nha. Chỉ có những sự góp ý của những anh ban nhạc sẽ là một động lực để cho con khắc phục được trong cái dòng nhạc sống động như thế này. Hôm nay là con mặc đồ rất đẹp, tuy là những bước nhảy con thì nó chưa có gọi là điêu luyện lắm, nhưng mà như vậy là được rồi con. Lần đầu tiên con làm vậy là chú đánh giá cái sự nỗ lực của con rất là cao. Chúc mừng con. Tôi cũng đánh giá cao cái việc mà em thử thách với chính mình. Thì tôi chỉ mong là bây giờ em phải sửa soạn tâm tư sẵn sàng để bước lên cái nấc thang cao kế tiếp. Tôi nghĩ là em xứng đáng làm cái việc đó. Cảm ơn. Cảm ơn những lời khen của ban giám khảo đã dành cho Huỳnh Ngọc Hậu. Chúc mừng Huỳnh Ngọc Hậu. Hậu muốn thay đổi mình hơn để hướng tới một cái dòng nhạc mới, chinh phục được các ban giám khảo, các anh chị trong ban nhạc. Quý vị nhớ ủng hộ Hậu nhiều hơn nữa nhé. Quý vị thân mến, tiết mục tiếp theo Khanh tin chắc rằng cũng sẽ mang đến rất nhiều bất ngờ với một sáng tác của Diên An. Và đó là Kaozami. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Hà, saxophone Quang Trung và nhóm bè TL. Trời ơi, đêm cuối rồi, mặn mà đẹp quá. Mình có ban nhạc chấm cho mình bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3, xin mời. Tổng số điểm của Kaozami trong bài hát này là 83 điểm. Xin mời ban nhạc hãy đưa ra những nhận xét của mình. Dạ, em mời anh Quang Trung chia sẻ luôn ạ. Người đứng gần Kaozami nhất trong tiết mục này. Anh là rất là thích được biểu diễn chung với em. Mà khi anh đứng dưới đó đó, anh cũng dùng cái tiếng kèn với tiếng hát của em, anh thấy rất là quyện. Và anh thích cái tiết mục biểu diễn của em.
nên anh gửi tặng em 10 điểm. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Đó là chia sẻ của anh Quang Trung ạ. Xin mời Nguyễn Hà hãy cho chia sẻ của mình. Với phần trình diễn của em hôm nay á, thì cái mức độ hòa quyện của em với dàn nhạc á, càng ngày nó càng tăng lên. Có lẽ anh em đồng ý không? Sau cả một quá trình thì đến ngày hôm nay cái sự gắn kết trong lúc trình diễn nó rất là tốt rồi. Chúc mừng em. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Hà rất nhiều. Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà và một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều ạ. So với những lần trình diễn cuộc thi lần trước, bạn hát một ca khúc rất là dịu dàng, êm ái, đúng không anh Chí Tài? Đúng. Và hát nội lực, nhưng mà bạn biết cách hát, cách ém hơi như thế nào đó, chứ không phải là phải kiểu nào phải... bốc lửa giống như những lần trước nữa. Không, bạn hát rất nhẹ nhàng, cho nên là tôi thấy kỳ này bạn lại rất đa dạng. Cái bài hát này là lần đầu tiên tôi được nghe, thì tôi có cảm tưởng là bài hát này chắc là em thích nó nhiều. Nhưng mà toàn cái bài hát đó, lắng nghe cái lời của em, nó hơi bị mờ. Nhất là khi mà ban nhạc bắt đầu xây nó lên, thì lúc đó nó có cả bè nữa, nhưng mà đáng lẽ lúc đó em phải ở trên, thì lúc đó em hòa quyện với tất cả. Tôi nghĩ là em có thể làm hơn được. Xin cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy. Và một lần nữa chúc mừng Kelly Jamie đã hoàn thành phần dự thi đầu tiên của mình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi sự thú vị đến từ ca khúc tiếp theo của Kelly Jamie. Một tràng pháo tay. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này. Em xin kính chào cô ạ. Mấy em đến từ đâu vậy? Dạ, tụi em đến đây để làm gì? Dạ, tới đây để nối đi. Dạ, chúng em muốn đăng ký cái lớp nhạc năng khiếu với cô. Dạ. Lớp nhạc năng khiếu? Dạ. Trời ơi, ở đây là lớp nhạc năng khiếu là đúng rồi. Dạ. Nhưng mà ở đây chỉ dạy cho mấy em mập non không à. Dạ. Không có dạy cho mấy đứa có râu. Dạ. Dạ thưa cô, cái này không phải là râu. Như vậy là cái gì? Hồi nãy em ăn chè mè đen nó bị dính à. Dạ. Vậy có mình em ăn chè mè đen vậy còn cậu này? Ông này ông ăn bằng muỗng còn em húp. Húp tới 10 chén mà mới dính dữ vậy. Lần đầu tiên tôi nghe ăn chè mè đen mà húp. Dạ. Vậy gì về vấn đề nhạc lý của tụi em có vững không? Cô yên tâm, tụi em chứ vậy chứ giỏi lắm á. Không tin nè, nghe bạn em nói nè. Dạ, là tụi em tới đây để mà muốn hát một bài mà em sáng tác. Nhưng mà bạn em đây sẽ viết nó. Hả? Vậy ông nội. Viết hòa âm. Viết nó à, viết hòa âm chứ, dạ. Chứ không phải là viết. Trời ơi, tôi nghe tôi giật mình đó à. Lên. Ai mà sao? Mấy em ban nhạc. Anh em ban nhạc. Trời ơi, cô nổi tiếng quá, học trò quá đông. Tò te, tò te. 1, 2, 3, chào. Yeah. Chào các bạn. Trời ơi, đâu mà mặc đồ đi học mà sao băng vào lịch sự quá ha. Cô.
Trời ơi, cô ơi, học trò tới thì lợi ra dạy, làm gì cô núp vậy? Trời, đừng nắm tay cô dữ quá, mạnh quá, mạnh quá, nhẹ nhàng thôi. Cô giới thiệu em cho mấy bạn đi, học trò mới. Dạ, dạ, em xin kính chào thầy ạ. Thầy chào em. Ủa? Đây là bạn em hả? Dạ. Là thầy hả? Dạ. Vậy chứ cô lại? Mình là học trò cũng như bạn thôi à. Đây là thầy của mình. Trời ơi, tôi chết rồi, đi đây. Cho tôi hỏi, bây giờ hôm nay em lên đây làm cái gì? Dạ. Lớp tôi là không có học nhạc rock. Dạ. Không có hát cải lương. Dạ, 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 thầy bình tĩnh, nghe em nói. Em là với bạn em muốn vào đây học cái lớp nhạc năng khiếu. À. Em có năng khiếu gì? Em thể hiện xem. Dạ, em có thể vừa đàn vừa hát. Em hát một mình hay là hát cùng với ai? Dạ, hát với cái bạn bông quần vàng đó. Dạ, chào thầy ạ. Bây giờ tôi hiểu rồi, hai em chơi với nhau rất là hợp lý. Dạ, dạ, không có đâu thầy. Tại vì mình xuất hiện lần đầu tiên mình phải gây ấn tượng. Bây giờ hai em hãy thể hiện cái khả năng của mình để xem có đủ khả năng để mà vào lớp của tôi không. Dạ, em dạ. Em nhìn này, thấy chưa? Em sẽ biểu diễn với bạn em một bài hát cho thầy nghe, rồi thầy có thể quyết định thầy nhận tụi em hay không. Bọn em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà cho em hỏi là bạn nào đánh trống để em dặn cái điệu đánh cho đúng. Mời em Khôi. À, dạ em chào anh. Chào em. À, dạ anh Khôi à. Anh có thể chơi cái điệu cha rap rock không? Hả? Cái gì đó? Cha rap rock. Cái điệu gì mà tôi chưa bao giờ tôi nghe. Cha là cha cha cha. À. Rap cái điệu rock bằng cha rap rock. À, cha rap rock. Thầy biết rồi. Trời đất ơi. Nói thì nói cho rõ ra đi. Dạ, dạ. Mời mấy em trong xóm ra. Mời mấy em trong xóm ra nữa chứ. Để cho cái tiết mục tụi em nó có vẻ là đặc biệt, dốc hoành tráng. Em có mời mấy em trong nhà hàng xóm mà sắp đi biển em hốt đi tới đây luôn. Rồi. Mình chuẩn bị lên điện. Thôi bắt tay mọi người thôi, hai người chờ đây, lên 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 đi các anh ơi. Mộc mạc xe chung tình tứ tiếng đàn guitar, tiếng đàn guitar, yeah. Thân thương gần bên tôi gắn bó nhiều năm qua, tình tình ta, tiếng đàn guitar. Chiều nay trên phím đàn guitar, hẹn em đêm nay, yêu em trong bài tình ca. Ô dù mai này cách xa, mong em vẫn không nhớ tình ta, nhớ tiếng đàn guitar. Chào bắt tay lớn hơn nữa dành cho ban nhạc quyền năng, ban giám khảo và vũ đoàn Phương Việt, thưa quý vị. Đối với mọi người nhận xét với mình đó là khi lần đầu gặp mình thì mình rất là khó tính, lạnh lùng và khó bắt chuyện nữa.
Nhưng mà mọi người sai rồi, chỉ khi đi cùng với lũ bạn và người thân của mình thì mình mới điên hết mức có thể. Em có cái tật á, là mỗi lần lên sân khấu mà ai mà chọc em á, mà em cười, em không có hát được. Mà nếu như mà ban nhạc có lỡ thấy em cười, cứ nghĩ là em đang vui nha, đừng có lại em á, tội em. Vì giờ đây em biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sang lười một ngọt còn thầm thì em bước sang ngang đợi chờ một điều siêu kỳ như lúc ban đầu. Điều siêu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải do ai chiếm tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ. Những năm tháng phai nhòa. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho My Nguyễn thưa quý vị. My Nguyễn thân mến, ca khúc này tên đúng là Hồng Kông 1 đúng không? Dạ, không còn gì. Mình đến đây là một cuộc vui, vui là chính đúng không nào? Dạ. Bây giờ mình phải xem kết quả nè. 1, 2, 3, xoay lại. Tên. Có một dấu chéo duy nhất. Hãy cảm ơn anh Khôi đi. Em cảm ơn anh. Thật ra là em hát rất là tốt nhưng mà anh thấy là cái phần mà khi mà lên tông á, yeah, thì anh cảm thấy nó không được mạnh như cái phần trước đó em đang thể hiện. Thì anh thấy cái chỗ đó nó là vậy mà anh không ngờ là có một mình anh bấm à. Xin lỗi em. Quy định là sau khi bấm rồi là phải bỏ. Nhưng mà tại sao sau khi bấm rồi anh Khôi lại nghĩ đến cái câu cuối cùng? Nếu anh không kết thì cái bài của em sẽ rất là buồn. Vì thế anh lại đánh thêm một cái làm cho tụi chị giật mình. Là đúng không biết là bạn Khôi này đã bấm hay chưa. Quá phạm luật luôn. Bây giờ phải để nhạc trưởng xử nè. Đã bấm rồi mà còn không ngưng mà vẫn đánh tiếp. Đây tức là Khôi là thành viên trẻ nhất ban nhạc. Dạ. Cho nên đó là bồng bột lắm. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Nào bây giờ chúng ta nghe liền chia sẻ của ban giám khảo à. Diễn tốt lắm. Nhưng mà có mấy chỗ phải rõ lời chút xíu. Anh nói rồi đừng có dùng kỹ thuật quá nha. Ông trống thì ông có lý do ông, anh không có quan tâm. Chắc ông muốn em hát lại một lần nữa hay sao? Dạ đúng rồi. Và ban giám khảo sẽ lựa chọn ca khúc tiếp theo dành cho My Nguyễn ạ. Người hãy quên em đi. Không chờ mong chi nữa. Đấy chưa? Người hãy quên em đi của Khắc Hưng. Anh muốn em hát lại bài này để em thưởng thức được cái kỹ thuật và cái giọng hát của em. Được không? Dạ, ok. Và bây giờ là thời gian để My Nguyễn vào bên trong sân khấu tập luyện để quay trở lại chinh phục ban giám khảo. Xin mời. Chi em đừng có chồng và anh còn đơn côi.
Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Tuấn Nghĩa. Để xem nha, cái phần trình diễn của bạn có thuyết phục được ban nhạc hay không. 1, 2, 3, xoay lại. Tổng số điểm dành cho Tuấn Nghĩa là 66 điểm và vị trí hiện tại của Tuấn Nghĩa là bạn đang đứng ở vị trí thứ 5, không sao, số điểm này chưa dừng lại tại đó. Bây giờ Khanh xin hỏi các thành viên ban nhạc nè. Khanh xin hỏi anh Bách. Anh rất đau lòng khi phải cho em cái số điểm này. Bởi vì những người anh thực sự đánh giá cao thì anh lại rất là khắt khe. Anh nghĩ là em làm hoàn toàn dưới sức của mình rất nhiều với cái phần trình diễn này. Bài hát này là một bài hát không thể nào rời rạc như cách các em đang diễn, mà nó phải là da diết. Em làm nó hơi rời rạc và hơi cảm giác uể oải. Nó không giống như một người đang yêu, đang tương tư, mà một người đang bị chán nản với cái tình yêu đó. Anh đánh giá trên cơ sở hoàn toàn chuyên môn và có một chút ngưỡng mộ đối với giọng hát của em, thì đây là một phần trình diễn đối với anh là thất vọng. Anh rất tiếc. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Thế thì còn một điều nữa là cái hôm đầu tiên em xuất hiện cái bài hát đó, cái cách em mashup hai bài, nói chung là em làm một cái cách trình diễn của em rất là cá tính, rất là khác biệt. Và cái điều em thành công đó, nó chính là dẫn đến ngày hôm nay em hát vẫn đẹp, vẫn đầy lôi cuốn. Đối với anh là em làm rất là tốt, nhưng mà nó không tạo được cho mọi người như là lần đầu tiên gặp em. Đó là cái điều khó khăn cho em. Và có lẽ là em thì sẽ phải suy nghĩ, nếu vào vòng tiếp theo thì mình phải tìm cách xây dựng lại cho những người đã ngưỡng mộ em rồi. Cảm ơn chia sẻ của nhà trưởng Nguyễn Hà và các thành viên trong ban nhạc ạ. Bây giờ chúng ta hãy nghe chia sẻ của ban giám khảo dành cho tiếng hát của Tuấn Nghĩa. Như Quỳnh thì không hoàn toàn đồng ý với sự nhận xét của ban nhạc Quỳnh Năng. Tuy là ca khúc này nó không bằng cái bài hát đầu tiên mà Yêu Em Dài Lâu mà của nhạc sĩ Đức Huy mà khi mà bạn đã chọn, nhưng mà bạn vẫn thể hiện được cái chất giọng của bạn với cái tiềm năng của bạn. Tôi thấy thì bữa nay thì bị vài một cái lỗi nho nhỏ như là nốt thấp. Nhưng mà cái điều mà đáng tiếc là cả hai điệp khúc nó đều bắt đầu bằng chữ tiếc, bởi vì nó là một nốt cao, bạn lên không tới. Rồi đáng tiếc nữa đó là bốn cái chữ cuối cùng chậm lại trước khi mà em ơi đó, thì nó bị chênh. Thì đó là tôi có thể hiểu được là lý do tại sao mà ban nhạc có những cái số 7 dành cho bạn. Cảm ơn các lời chia sẻ của ban giám khảo rất là nhiều. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Tuấn Nghĩa. Và chúng ta sẽ còn gặp lại Tuấn Nghĩa ở phần thi thử thách. Mình có một chút thất vọng về phần thi vừa rồi của mình. Bởi vì là có thể là mình chưa khởi động cái giọng của mình được kỹ càng cho lắm. Nếu mà mình có cơ hội được tiếp tục vào vòng trong, mình sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ lắng nghe theo những lời góp ý của ban giám khảo cùng với ban nhạc Quyền Năng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một liên khúc gồm hai bài hát Buồn, một sáng tác của Y Vân, và Ảo Ảnh, sáng tác của Y Vân và Tô Vân Hà, và tiếng hát Dương Huệ. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Anh
Nếu như những vòng trước là một cô gái hay mặc áo dài, hay những cái khúc bolero, ngày hôm nay nghe bạn hát nhạc này rất là sang, nghe nó trữ tình và không biết phải nói sao bây giờ để xem ban nhạc chấm cho Dương Huệ bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xin mời. Và tổng số điểm của Dương Huệ là 69 điểm và thứ hạng hiện tại Dương Huệ đang đứng ở vị trí thứ 5. Không sao, số điểm này sẽ còn có thể tăng lên nữa. Đầu tiên Khanh xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Hôm nay em thực sự là quyến rũ. Đúng ra là Phượng có thể cho cao hơn nếu cái câu cuối cùng của bạn không có lên cao như vậy, là một. Và cái thứ hai, hai cái câu đầu của bạn á, bạn hát rất hay, nhưng mà bạn nhả chữ của hai câu đầu á, Phượng chưa thích lắm. Bạn kéo cái chữ ra, bạn bẻ cái giọng, và cái chữ đó nó trở nên nó không tròn trịa nữa, thì hơi uổng ngay cái đầu và cái cuối. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Tú Hải Phượng ạ. Em cảm ơn chị. Bạn có một cái sự sáng tạo ca khúc buồn nhưng mà bà hát jazz. Nhưng tôi cũng đồng ý với chị Hải Phượng, cũng bạn hát hai cái câu đầu hơi nhão quá, nó chưa ra cái chất jazz. Đúng không cái chị Hải Phượng? Cái này nó giống như là một người say rượu. Bạn để ý tí xíu, một tí xíu nữa. Thật ra là em hát thì nó đúng là nó hơi overhit. Nó kiểu nó nghe nó quá lố đó. Nếu em tiết chế chút xíu nữa thì vừa đủ. Nữa là anh nhắc bao nhiêu người rồi, khi mà hát những cái bài hát có cái chủ đề nó như thế nào thì mình phải làm cho nó đúng. Cái bài này là bài buồn, ảo ảnh, mà em ra đầu tiên là em cười miết. Em hát như là em cũng cười luôn. Em cũng hiểu là cái cười, buồn, cười là tại vì hết buồn rồi. Hết buồn rồi. Hết buồn rồi. Dạ. Thật ra là em chỉ để ý cái đó thôi nha. Cảm ơn em. Đó là những đóng góp ý kiến của ban giám khảo dành cho Dương Huệ. Một tràng tay lớn nữa dành cho Dương Huệ thưa quý vị. Em nghĩ rằng là cái bài hát này cũng mang nhiều cái sự trải nghiệm, mà em thì lại chưa thất tình bao giờ, cho nên là em ra sân khấu mặt em vẫn tươi, vẫn hồn nhiên. Bình. Em xin một giây phút thôi được đi bên anh, ngắm anh nặng và đừng để lạc mất nhau giữa nơi thiên đàng. Mãi ngần gì mà khi đôi tim gặp nhau, anh mắt đã nói thay lời rằng trận đời này chỉ riêng anh mà thôi. Như ở bên destiny, nắm tay em xin đừng buông lơi, hôn lấy đôi môi này gọi mời chẳng bằng lòng lời. Thì dù một mai anh chẳng thể trao cho ai niềm tin, thì ngày xưa qua em đã đến đâu, dù người lại mang cho em sâu yêu này, người là tình yêu trong sóng lối đi mà đến tất cả. You are my destiny, lắm tay em xin buồn buông lời, hôn lấy đôi môi đầy gọi mời, chẳng bằng lòng ngày mai. Vừa thưởng thức một sáng tác của Đỗ Hiếu, ca khúc Destiny vẫn là một ca ơ rami rất nồng nàn, rực lửa.
Bây giờ chúng ta hãy xem ban nhạc chấm điểm bao nhiêu cho Kaozami với phần dự thi vừa rồi. 1, 2, 3, xoay lại. Tổng điểm dành cho Kaozami 79 điểm. Chia sẻ đầu tiên sẽ đến từ anh Thanh Thảo, người đã cho số điểm cao nhất. Em luôn cháy hết mình, tràn đầy năng lượng. Em luôn làm cho sân khấu nóng bỏng. Chúc mừng em. Cảm ơn lời khen của anh Thanh Thảo. Thế còn anh Hoàng Bách thì sao ạ? Bách đánh giá rất là cao Jami. Hôm nay cái phần bốc lửa thì bạn đã làm được rồi, nhưng mà rõ ràng là ở những câu thấp thì thực ra ở trên này anh nghe không rõ lắm. Anh nghe được mỗi You are my destiny, destiny, destiny. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Bách. Thế còn nhạc trưởng Nguyễn Hà thì sao ạ? Tôi rất là thích cái cách hát của em. Em pha trộn được cái màu sắc riêng của dân tộc của em vào trên một cái nền em hát rất là pop rồi. Rồi em mới pha một chút vào để nó tạo ra một cái sắc thái riêng cho bài hát của em. Và cái đó là cái ưu điểm đặc biệt của em mà anh rất là thích. Cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Bây giờ sẽ là những đóng góp ý kiến của ban giám khảo dành cho Kaozami. Anh thấy bữa nay là đây là một cái bài hát mở đầu chương trình mà ban nhạc đánh quá hay, thì chúng ta sẽ tiếc một tràng pháo tay để tặng ban nhạc quyền năng. Quá hay, thấy không? Anh rất là thích cái phần trình diễn của em. Cảm ơn em. Chị rất là hài lòng cái phần trình diễn của Kaozami. Chỉ có điều là cái phần đầu tiên á, cái phát âm chữ của em nó bị nhanh quá cho nên là nghe nó mờ. Nhưng mà nói cho cùng, tôi vẫn thích cái phong cách của bạn. Tôi nghĩ là em có thể làm tốt hơn như thế này nhiều. Theo kinh nghiệm cho tôi thấy đó, một bài mà có tempo nhanh như cỡ này thì chúng ta khởi đầu hơi chậm lại một chút để mà còn chỗ mà bung. Em vào một cái đó, nó có tới 8 ô nhạc không? Nó có khúc pam, pam, pam. Động tác của em không có dứt khoát. Nó cộng thêm vào cái em đi vào mà em đã đi hơi nhanh rồi. Ban nhạc phải theo em. Nhưng mà theo em mà nếu cái đà đó mà chạy thì về sau không xong. Những nốt móc kép mà em hát mà bảo là mờ mới không rõ lắm. Tại vì sao? Tại vì em đi trước nhịp. Và chỉ có 5 cái nốt cuối cùng mà khi mà ban nhạc dứt đó là mới là có sự dứt khoát mà thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Kaozami và cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Qua những lời nhận xét của ban giám khảo cũng như là anh chị em ban nhạc thì đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho Kaozami có thể làm tốt hơn trong cái phần tiếp theo nếu như em được vào phòng tiếp theo. Còn không em, còn đâu nhớ mong chờ. Còn không em, còn đâu nhớ ngây thơ. Còn không em, một giây phút dài khờ. Ngày êm ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ. Về đi em, ngày mưa gió nào nề. Về đi em, đường sao quá lê thê. Về đi em, thuyền trôi bến bẽ bàng. Đời em cánh hoa tàn, rụng rơi đến khi mùa xa. Về đi em, về trong nỗi hao gầy. Đời chua cay, tưởng như mấy ai hay. Người cho em từng giây phút nghi ngờ. Đời cho em thành tương đã trở về. Thuyền ai đưa về tới bên cung thừa. Chuyện ngày xưa, chuyện sau vẫn đâu.
đời em vẫn đơn côi. Còn không em, còn đâu nữa mỉm cười. Hạnh phúc đã xa vời, tựa như cánh hoa tàn rơi. Vừa thưởng thức một sáng tác của Hoàng Anh và Cao Trung Hiếu ca khúc Cánh Hoa Tàn. Lê Chánh Tiến thân mến, cho anh hỏi một câu nhé, khi bạn hát ca khúc này bạn nghĩ đến ai đầu tiên? Em nghĩ đến những người phụ nữ lấy chồng xa xứ. Có thể là bạn nghĩ một cái hình ảnh nó hơi lớn như vậy để mình lấy một cái nội lực mình hát cho nó dữ dội hơn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho Lê Chánh Tiến bao nhiêu điểm. Xin mời. 1 2 3 Tổng số điểm dành cho Lê Chánh Tín là 66 điểm và thứ hạng hiện tại của Lê Chánh Tín là Lê Chánh Tín đang đứng ở vị trí số 6. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của các thành viên ban nhạc. Đầu tiên, Khanh xin mời Hoàng Thắng ạ. Đoạn đầu bắt đầu em vô thì em bắt đầu hơi vô sớm. Khi bắt đầu em vô bài, bắt đầu lúc đó là giống như cái tâm lý của em nó không ổn định. Thì em hát nửa bài đầu là giống như là em hát trong cái nỗi lo sợ, cộng với những cái nốt bữa nay em rung á, mấy cái đuôi á nó bị rung nhiều quá. Rồi tới khi đoạn lên tông em cũng lại bị mắc lại sai lầm nữa. Ngày hôm nay mình thiếu một chút may mắn, cho nên là phần trình diễn của mình nó không đạt được như mong đợi. Bây giờ Lê Chánh Tín, chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ đến từ ban giám khảo. Như Quỳnh rất là tiếc, giọng em rất là nam tính, rất là hay. Nhưng mà không sao, vẫn còn cơ hội. Vẫn còn có cơ hội mà. Không sao hết, tất cả số điểm vẫn chưa dừng lại ở đó. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Lê Chánh Tín. Và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại Lê Chánh Tín nha quý vị. Trời nắng trượt theo những nỗi buồn, thấm ướt lệ sầm môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng với ánh nhìn, tình cảm dầm mưa thấm lâu em. Thế nào rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn anh chót vô tình thương em như là em gái. Thank you.
hai cô gái đã hoàn thành phần dự thi của mình. Bây giờ sẽ là quyết định của ban giám khảo. Sẽ có một thí sinh phải chia tay với chương trình. Và bây giờ, sự quyết định của ba thành viên ban giám khảo. Thật sự cả hai đều hát bài này đều có cảm xúc và rất là có kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nó có nhiều cái màu để mà đi vô tới dòng trong. Thành ra chúng tôi quyết định là sẽ lựa chọn Bảo Anh. Bảo Anh Gemini, xin chúc mừng Bảo Anh Gemini. Như vậy là chúng ta phải chia tay với thí sinh Dương Huệ. Xin cảm ơn Dương Huệ rất nhiều và chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ về một cô gái rất xinh đẹp, một tiếng hát rất ngọt ngào. Dương Huệ rất là tiếc khi mà lần này phải dừng bước trong cuộc thi Ban Nhạc Quyền Năng. Nhưng mà mình cũng rất là vui vì đã được trao dồi cũng như là học hỏi rất là nhiều từ chương trình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye! Bàn tay nắm ngón xuống đưa vào nhau mộng mâu ngoài trời mưa hoài gió mưa nặng nề người về và đó là Duy Quỳnh cùng với Đăng Nguyên. Xin chào Đăng Nguyên. Xin chào anh. Một năm rồi, cảm xúc hiện tại của Đăng Nguyên như thế nào nè? Thực sự là một năm qua đi thì cái cảm giác của Đăng Nguyên đứng trên sân khấu lúc này, mặc dù lần này là không chấm điểm của em nữa, nhưng vẫn rất hồi hộp. Và đặc biệt là hỗ trợ cho Duy Quỳnh trong phần dự thi này nữa đúng không nào? Và vẫn là một tiếng hát vô cùng nồng nàn và đầy nội lực. Một lần nữa cảm ơn Đăng Nguyên rất nhiều vì đã hỗ trợ cho Duyên Quỳnh trong tiết mục này. Xin cảm ơn bạn. Cô gái bé bỏng Duyên Quỳnh đã hoàn thành cái nhiệm vụ chính của mình trong đêm nay rồi. Và phần thi này, ban giám khảo và ban nhạc không có chấm điểm. Họ sẽ đưa ra những nhận định và những đánh giá riêng của họ. Hôm nay em đã thể hiện được tốt với cái sự hỗ trợ của bạn Đăng Nguyên. Bạn ấy giọng rất khỏe nhưng đã biết kềm lại để cho lắng nghe được cái giọng chân giọng thật của em. Và đối với cá nhân anh rất là thích cái phần trình diễn và hát của em ngày hôm nay trong nhạc phẩm Cho Lần Cuối của Lê Quyên và Phương. Cảm ơn em. Chị Dư Quỳnh chỉ dùng một từ thôi. Rồi nói tư duy. Tuyệt. Tuyệt. Quỳnh ơi tuyệt lắm. Xin mời những nhận định của ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Nguyễn Hà. Cái đoạn đầu em hát cùng với lại Đăng Nguyên mà không có nhạc đệm á, thì anh thấy ở em có một cái đức tính rất là hay đó. Tức là khi mà mình hát như vậy á, thì phải tin tưởng vào đối phương rất là cao, đúng không? Một cái thời gian chuẩn bị rất là ngắn nhưng mà em vẫn quyết định là sẽ hát cái nguyên cái đoạn đầu đó không có nhạc đệm đó. Thì anh thấy ở em một cái sự rất là tích cực khi mà nhìn nhận về người khác. Đó là một cái điểm sáng mà anh nhìn thấy ở em. Cảm ơn những lời chúc của nhạc sĩ Nguyễn Hà đã dành cho Duyên Quỳnh. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Chào Duyên Quỳnh, em là một trong những thí sinh mà cho chúng tôi thấy là cái sự tiến bộ lên mỗi ngày, mỗi tập. Em dám thử thách. Em dám bước vô những cái đường rất là khó. Và khi em làm thì em làm rất là tốt. Và chị mong rằng sau cái cuộc thi này, dù em đạt giải quán quân hay là á quân, thì em cũng như tất cả các bạn đã đến những cái vòng cuối cùng sẽ xác định được cái con đường của mình. Bởi vì qua một cái cuộc chơi như thế này thì các bạn sẽ biết được rằng là thế mạnh của mình nằm ở đâu. Và mong rằng em cũng như là tất cả các bạn sẽ gặt hái được những thành công trên cái con đường mình đã chọn. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng.
cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi nhặt từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân chân. Không tin rằng có ngày em
ra đón anh nơi cuối đường. Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày anh đi, em buồn như khóc, anh đâu hay biết bao đêm em thương nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài. Dù giờ này em biết xa nhau năm tháng, hôm nay anh cũng đã quay về đây bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay. Nhưng tiếc thay anh ơi, những mộng mơ chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ. Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Đường gập ghềnh em đi riêng một mình em, đường dài em đi chưa buồn em khóc, anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh, yêu anh cho dù phải cách xa anh. Khi giấc mơ đã quay trở về em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường. Em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Bây giờ chúng ta cùng xoay lại xem ban nhạc dành cho Thảo Ngọc bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xin mời. Tên 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 tên. Và tổng số điểm của Thảo Ngọc là 70 điểm. Thứ hạng của Thảo Ngọc là bạn đang đứng ở vị trí số 5. Không sao, thứ hạng này vẫn còn có thể thay đổi được. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của Quang Trung. Anh rất khen ngợi em, hôm nay có một bộ đồ rất là đẹp, rất là phù hợp với dáng của em. Em cảm ơn anh. Em sở hữu một cái giọng ca cũng rất là tốt, có nội lực. Cái bài hát này thì là em có một cái gì rất là riêng của em, cũng rất là hay. Nhưng còn hồi hộp lo lắng lắm, nó chưa có đạt đến một cái cảm xúc nhất định để cho anh có thể là tặng em con số điểm là tuyệt đối nhất. Còn biết anh hàng xóm của anh Quang Trung thì sao ạ? Anh Thanh Thảo ơi, hàng xóm nhưng mà lâu lắm mới thấy hai người cho điểm giống nhau nè. Thì cái quan điểm của anh lại khác, là em chưa có sẵn sàng để em nhập cuộc. Khi em nhập cuộc vô một cái là ngay nó đầu tiên là em đã với rồi, và em đã chệch choạng ở khoảng 1-2 ô nhịp đầu. Anh sẵn sàng anh sẽ bỏ qua chỗ đó, nhưng mà xuống tới cuối bài anh chờ em một cái nữa, bao giờ em đẩy lên cao luôn, cái sao phải đưa nó xuống làm chi, chắc chắn anh sẽ có một cái điểm cao cho em. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các thành viên của ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Thảo Ngọc. Bữa nay em hát nó không có đã, thành ra là phải đi. Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là bạn là người hát cuối cùng. Nó có cái gì đó rất là căng thẳng. Bạn cố gắng lên thật nhiều nhé. Dạ, em ơi. Cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh ạ. Khanh vẫn cảm thấy được Thảo Ngọc vẫn giữ được một cái nét rất là riêng. Cô gái rất đầm thắm và giọng hát rất sâu lắng. Chúc mừng Thảo Ngọc đã hoàn thành phần dự thi của mình. Thank you.
dù qua đông tối cho lòng nỗi yêu quạnh. Cô đơn chiếc lá u phai trong chiều hoàng vắng, nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa. Anh đơn côi trên đường vắng sương, ôm trong tim bao nhớ mong với đây. Bước cứ bước không hề nghĩ suy, phố vắng xưa nay đã rêu xanh màu. Chỉ còn lại mình anh vắng tênh với bóng em khuôn nơi trời xa. Chiều nhạt đoà ai khóc nhớ ai, dần rơi như một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Daily. Chúng ta vừa đến với một sáng tác của Nhật Trung, Góc Phố Rêu Xanh. Thôi bây giờ quay lại coi điểm nha. 1, 2, 3, xoay lại. Và tổng số điểm của Daily là 62 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 7. Đầu tiên, Khanh xin hỏi anh Bỉnh Khôi. Chào em, anh cho em cái điểm này tại vì trước tiên hết là em bị sai lời. Rồi cái này rất là quan trọng. Mình thấy là thật ra khi mà mình đi học nhạc á, cái nốt nghỉ á, cái dấu lặng á, nó cũng là một phần ở trong cái bài nhạc. Thì em bị nuốt đi cái dấu lặng nó nhiều quá. Hết một câu nó có cái nốt lặng, em phải tuân thủ đúng cái nốt lặng đó rồi em hãy tiếp tục. Em cứ nuốt cái nốt lặng nó đi thì cái bài nó cứ cuốn lên, hiểu không? Em nên tập lại thêm nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Đó là chia sẻ của anh Khôi ạ. À, anh xin hỏi anh Bách, anh có thể đại diện cho năm thành viên bên đây, ai cũng cho 7 điểm hết. Bách cứ tự hỏi bản thân mình là cái cậu Daily mà mình mê mẩn đâu rồi. Đây rock, đây sân chơi của em. Bài hát này là dành cho em. Thực sự cái chất này nó rất hợp với em. Nhưng hôm nay em làm không tốt. Câu đầu vào đã không tốt rồi. Và anh nhắc luôn là cái câu đầu không tốt này là em đã mắc cái lần thi trước rồi. Và lần này em cái nốt đầu tiên ấy, là em bao giờ cũng bị sai cao độ. Đấy là một cái em cần phải thay đổi. Cái thứ hai là em đã đánh mất mình ngay từ câu thứ 3 của bài. Em quên câu thứ 3, em nhảy luôn vào câu thứ 4, đúng không? Thì cho nên là em bắt đầu em đánh mất mình từ đó đến cuối luôn. Và anh không còn nhận thấy cái người ca sĩ mà anh rất kỳ vọng, anh rất thích. Anh không hiểu là chuyện gì đã xảy ra với em. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách ạ. À, vẫn cái chất giọng gây mê đó, vẫn có cái máu lửa. Thế nhưng mà hình như có một cái gì nó kéo cái sự tập trung của ông ra khỏi cái khán phòng này. Thế thì cái điểm mà quan trọng nhất là trong những cái bài như thế này, như là anh Trống, anh Bách đã nói, rất là nhiều thiếu sót. Không hiểu bữa nay em bị lo âu cái chuyện gì ở đâu. Nãy ở bên ngoài thì em cứ cầm điện thoại, em cứ tập trung hát đi hát lại. Mà em không biết tại sao mà khi lên sân khấu em lại quên đi lời. Và tâm lý mình cảm thấy bối rối. Thật ra nếu mà trước khi hát mà bạn còn phải cố gắng nghe cái điện thoại để mà hát theo, thì tự mình đặt cho mình một sức ép không cần thiết. Phải để một cái khoảng trống trước khi mình bước lên sân khấu, thì cái tâm tư mình nó mới lắng, thì nó mới có cái sự thoải mái nhá. Thôi được rồi. Thôi cố gắng. Cũng chưa đó, có biết chưa cái gì là ngã ngu đâu. Điểm nó tạm tạm vậy thôi. Dạ. Rồi cố gắng nha. Bây giờ thả lỏng nha, lát nữa mình quay trở lại chơi thử thách. Và hãy dành một tràng pháo tay cho Daily thưa quý vị. Anh em ban nhạc cho em một cái số điểm như vậy cũng xứng đáng với tất cả những gì mà em đã trình bày. Và một lần nữa em xin hứa em sẽ cố gắng hết mình hơn nữa nếu còn có cơ hội. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.